từ từ thôi. Mắt nghẹn chết đó. Nè, uống nước đi, cho nó trơn dễ nuốt. Ủa, cái chai này là chai rượu của Dượng mà. À, thì bận đi đựng nước đem theo uống. Bận về thì chị mua rượu cho Dượng. À, Lân à, đêm hôm em ngủ trong mã của tía, chắc em lạnh lắm hả Lân? Cũng không lạnh gì lắm, mà em buồn quá, em ngủ có được đâu. Em cứ nằm mà giái linh hồn của tía, phò hộ cho em đi ra làm ăn cho khá. Em tự quyết làm giàu cho được, em mới nghe à. Chị hai ơi, chừng nào á em làm giàu được rồi á, em sẽ về rước má với chị, đặng hưởng chút sung sướng với em nghe chị hai. Lân ơi, chị hai. Em thề có trời làm chứng cho em, em sẽ hết sức lo làm giàu cho Dượng biết mặt em mà. Nếu em không làm giàu được thì em sẽ không thèm về xứ này nữa đâu. Lân, thôi em ăn thêm nữa cho thiệt no đi, ăn bánh bò nữa nghe. Thôi em no rồi chị à. Không được, chị cũng không yên tâm đâu. Em lấy vài cái bánh nú cầm theo đi, rồi chừng nào đói kia em ăn nữa. Thôi, cầm theo nghe em. Thôi mà, để chị đi bán chứ. Có hại gì đâu. Thôi, chị đi lên chợ mà bán kẹo trễ. Lân à, chị có một cắt bạc nè, em lấy bỏ thêm vô túi mà đi đường. Thôi, em có ba cắt rồi nè chị. Nhưng mà em lấy hờ theo mà ăn chứ. Lấy đi Lân. Bây giờ em đi đâu vậy Lân? Em theo chị lên chợ, đi lòng vòng ở đó, xuống mé sông chơi. Mà chờ tới chừng nào chị bán hết bánh chị về, em sẽ đi lên Sài Gòn. Chị em mình ở gần thêm chút nữa em ha. Để em gánh phụ chị lên chợ nha. Gần tới chợ rồi, chị vô bán đi. Em đi lòng vòng ra bờ sông một chút, lát nữa vô chợ gặp chị. Trước khi đi phải gặp chị nghe em. Dạ. Cô bán bánh gì đó cô? Dạ thưa, bánh ú với bánh bò. Bữa nay có bánh ú hả? Dạ, bữa nào tôi cũng bán hai thứ bánh này. Tôi thích bánh ú của cô lắm. Thôi trao một cặp cho tôi đi. Bánh ú à ngang. Không hiểu là vô tình hay là cố ý mà ăn nói khó nghe quá. Làm thầy giáo mà sao? Nè, cô đưa hai cái bánh ú gì mà móp méo vậy nè? Tôi ưa ăn bánh ú cứng. Cô lựa lại cặp khác cho tôi đi. Thưa, bánh ú tôi gói cái nào cũng như cái nấy à. Có cái nào mềm, có cái nào cứng đâu. Thầy chê cặp đó, thì thôi, thầy lựa mà lấy cho vừa ý thầy. Tôi muốn mua cái cặp bánh ú kia kìa. Nói chơi thôi mà, cô đừng có giận nha. Cô cho tôi hỏi thăm một chút chuyện ha. Có phải chú Hương trưởng Tùng là cha ghẻ của cô? Thưa phải,
Thầy hỏi để làm gì? Năm nay cô được mấy xuân xanh, vẫn còn ở vậy hay cô đã có chồng? Nếu thầy có mua bánh giùm, thầy lửa liền mà lấy giùm tôi. Tôi còn ra chợ bán, kẻo trưa ế hàng. Trời còn sớm vội gì mà ra chợ bán, hỏi thăm vài lời xin cô trả lời tôi. Dạy học ở trên này tôi không có người thân, muốn làm quen để thân cận lỡ gặp khi trở trời. Thầy muốn làm quen với hương trưởng thì thầy cứ đến chỗ của ban hội tề thầy làm quen. Chứ tôi là người buôn bán, có giúp ích được gì cho thầy mà thầy kỳ kèo tôi ở đây làm chi chứ. Giờ này kẻ qua lại ra chợ đầy đường, thầy không có sợ làm mất phẩm chất của thầy. Nhưng mà cũng đừng có làm cho tôi phải xấu hổ trước búa rìu của thiên hạ. Xin lỗi cô, vì tôi quen cuộc sống phóng túng nên hồi nãy có lỡ lời với cô, mong cô đừng có buồn. Thầy có mua bánh hay không thì để cho tôi đi, chứ thầy dây dưa hoài tội nghiệp cho tôi lắm. Mua chứ. Tiền nè cô. Cảm ơn thầy. Sao em biết qua ở đây? Hồi nãy em thấy anh lảng vảng trước tiệm, biết là anh muốn gặp em rồi, nên em nói với má em là đi có chút chuyện. Không ra đây gặp anh thì đi đâu? Anh thi đậu không? Rớt. Thi rớt rồi bây giờ anh tính làm sao? Anh đâu biết tính làm sao. Khó quá à. Có gì đâu mà khó. Tưởng là thi đậu á thì anh phải đi học nữa, còn bây giờ thi rớt á, thôi anh nói với má với dượng anh lên nói với tía má em. Mà cưới em đi anh chần chừ nữa chi, tía của em thường nói với má em hoài, chừng em lớn lên á thì gả cho các chú. Nhưng em nói không thèm, em chẳng chịu đâu, vì trong lòng em quyết chỉ thương anh. Hãy dượng hương trưởng lên nói thì được ngay, dù cho tía má em không chịu gả em, thì em nói thiệt em cũng ưng nhầu, ép em sao được cái chuyện của em. Nhưng mà gia đạo của Hoa khó lắm em ơi. Khó cái giống gì? Phận Hoa mồ côi cha, dượng của Hoa đó là cha ghẻ. Vì má của Hoa khóc lóc năn nỉ lắm nên dượng mới cho Hoa đi học cho tới năm nay đó. Chứ có bao giờ mà ông có ý lập thân cho Hoa đâu. Hoa đi thi vô trường bá nghệ là có ý muốn học thêm ít năm nữa, cho có một nghề vững chắc trong tay rồi mới tính chuyện lập gia đình. Vì đã thỏa chí nam nhi theo nguyện ước của mình, Hoa sẽ ngẩng mặt lên mà nhìn thiên hạ, cho má và chị hai một cảnh đời nhàn hạ ấm êm. Nhưng mà ông trời lại quay mặt thờ ơ, Hoa đành bước ngõ đường tương lai nghẹn lối. Dòng đời xuôi ngược gian nan, bước chân lo sợ nên rối ren trong lòng. Có vậy mà cũng lo nữa. Sao mà không lo? Qua buồn rầu quá không có biết tính sao nữa. Anh đừng có lo, em buôn bán em nuôi anh được mà. Vậy sao được chứ? Em nói được mà. Anh cưới em rồi, anh xin về trên tiệm em mà ở. Ở một vài năm anh biết buôn bán rồi mình xin tía cho ra riêng. Mình lập tiệm của mình,
Ban đầu thì mình mua bán nho nhỏ, rồi thủng thẳng mình sẽ làm lớn hơn. Rồi mình bán tới vải nè, mình sẽ bán luôn tới hàng tơ, hàng lụa. Anh Lân, anh về lo chuyện cưới sinh, mình nên duyên nợ cùng nhau gánh đồng. Tại em không hiểu chơi dượng của Hoa kỳ cục lắm. Hôm nay ổng hâm, nếu anh thi rớt thì ổng sẽ bắt qua đi ở đợ. Bởi vậy thi rớt qua không dám về nhà, làm sao tính chuyện để mà cưới em. Anh không về nhà, vậy chứ anh đi đâu? Hoa tính trốn qua xứ khác kiếm công việc làm ăn. Đi xứ nào? Xứ nào cũng được. Anh đi rồi, anh bỏ em hay sao? Hoa đi làm ăn mà, chừng nào Hoa khá, Hoa sẽ trở về cưới em, chứ Hoa bỏ em sao được. Trời ơi, biết chừng nào anh mới làm ăn khá. Thình à, Hoa hứa chắc với em, hễ Hoa đi ra thì ngày đêm Hoa ráng lo làm ăn có tiền, không có chơi bời chi hết á. Không, em không chịu. Anh đi á, em đi theo. Ý sao được, bây giờ Hoa không có tiền bạc, Hoa không có nghề nghiệp gì hết, mà Hoa cũng không biết phải đi đâu nữa. Em đi theo rồi hai đứa chết đói hết còn gì. Thì em ăn cắp tiền của tía má đặng đem theo. Không được đâu, em phải nghe lời Hoa. Em ở nhà mà chờ Hoa, Hoa hứa chắc hễ Hoa làm có tiền thì Hoa sẽ về rước em liền. Có thiệt không? Nếu anh đi mất, anh không về, thì em làm sao? Em biết đi đâu mà kiếm? Hoa xin thề, có bà trong miếu đây làm chứng cho Hoa. Nếu Hoa bỏ em thì bà dặn họng Hoa chết, đừng để mạng Hoa. Anh Lân, anh thề nặng như vậy thì em tin rồi. Mà chừng nào anh đi? Hoa đi liền, nội buổi sớm mơ này. Bởi vì Hoa không dám về nhà, nếu ở đây thì chỗ đâu mà ở. Anh không về nhà lấy quần áo theo mặc hay sao? Có quần áo gì đâu mà lấy chứ. Cái áo anh bận đã rượn dai rồi đây nè. Ôi, thề kệ nó, rách lạnh gì cũng không có hại mà. Thấy anh bận áo rách, em thương quá à. Con nhà nghèo mà lại một coi cha thì phải rách rưới như vậy chứ sao em. Bộ đồ này là tốt nhất rồi đó. Anh đi, mà anh có tiền bạc chút đỉnh gì hay không? Có không anh? Hoa có được mấy cắt bạc. Chớ chi mà anh nói với em hay trước ít bữa, thì có lẽ em kiếm cho anh ít chục đồng bạc để mà hộ thân. Nhưng lại không kịp bởi vì anh đi ngay. Nhưng thôi, em có 3 đồng nè, anh nhận đi cho em được vui lòng. Thân ơi Hoa không thể nhận, nếu ngại ngùng là anh chẳng thương em. Ân tình hôm nay Hoa xin ghi và sẽ có ngày đền lại cho em. Nếu như anh muốn để em tin thì chiếc đồng này xin anh nhận lấy, đem theo mà đặng có hộ thân. Rồi ốm đau hoặc khi thiếu hụt, anh cứ bán nó đi đặng lấy tiền chi dùng. Mẹ
mấy đồng bạc của em đã tặng là ân tình rất nặng đôi với hoa. Lẽ đâu hoa còn nhận chi đồng của em. Nếu như anh không nhận chi đồng này là anh chẳng thương em, anh chẳng thiệt tình. Em làm khó hoa chi vậy? Đâu phải làm khó, cái này mới xác định được cái tình đó. Coi anh có thương em không? Hoa mới thề hồi nãy đó. Sao em còn nghi ngờ hoa không thương? Vì hoa thương em nên hoa mới tính bỏ xứ mà đi xa, đi đặng làm có tiền rồi trở về cưới em mà. Nếu như anh thiệt tình có thương em thì những vật gì của em anh phải coi như là của anh vậy. Cũng như em coi vật gì của anh thì cũng như là của em hết thảy. Vậy mới phải chứ. Anh Lân, anh nói là anh quyết đi làm đặng có tiền để cưới em phải không? Phải. Vậy thì em phụ với anh đặng anh làm cho mau có tiền. Sao anh lại dục dặc? Anh làm như vậy sao em nghi chắc anh không có thương em quá à? Em phải tin Hoa chứ. Vậy thì anh lấy chiếc đồng mà kết đi, anh đem theo. Bữa nào anh buồn anh nhớ em, anh lấy nó ra mà nhìn thì cũng như anh ngó mặt em vậy. Lấy chiếc đồng mau đi, lấy mau đi, có người ta đi tới kìa. Tình của em ở với Hoa như vậy, đến ngày chết Hoa cũng không quên được nữa. Anh Lân, anh đi rồi thì ở nhà em trông dữ lắm á. Không cần phải có tiền, hễ anh có công việc làm, có chỗ ở thì anh trở về cưới em liền nghe. Em biết mua bán, em nuôi anh được mà. Muốn mua bán thì phải có vốn chứ. Anh hay lo xa quá à. Phải lo xa mới được. Với lại Hoa còn sợ. Sợ cái gì nữa? Sợ tiếc em không chịu gả con gái cho người ăn nam, vì đó là phong tục của người Hoa. Vậy sao? Má em là người An Nam mà tiếc cưới, còn anh là người An Nam mà không chịu gả con. Tía em cưới vợ người An Nam vì biết mình nuôi được vợ. Còn như gả con gái thì sợ người An Nam không nuôi nổi con mình. Em hiểu chưa? Thiệt là bày đặt quá. Nếu giàu thì mình sung sướng với nhau, còn như nghèo thì phải chịu cực với nhau chứ. Không được, Hoa không muốn ai coi thường Hoa cả. Hoa cưới vợ thì phải nuôi vợ, phải để cho vợ sống sung sướng. Chứ cưới vợ mà bắt vợ phải làm cực khổ và còn phải nuôi mình như dượng của Hoa thì thà đừng có cưới vợ. Anh nói vậy á thì chừng cưới em về anh phải cất nhà lầu cho em ở mới chịu á. Hoa cũng muốn như vậy lắm. Hoa đi rồi ở nhà em phải gian giái nghe không? Giái cho Hoa giàu to nè, rồi em muốn sung sướng cách nào cũng được hết á. Anh dám sắm hột xoàn cho em đeo không? Dám sắm xe hơi cho em đi chơi không? Dám chứ. Hễ Hoa có tiền thì tiền của Hoa cũng như là của em vậy. Em muốn sắm giống gì lại không được. Trong đời của Hoa là Hoa chỉ thương có ba người, là má Hoa, chị hai Hoa và em nữa nè. Nên phải ráng làm cho nhiều tiền mới được. Vì có tiền mới nuôi được ba người Hoa thương. Hoa tin chắc là mình sẽ toại nguyện. Nói chơi với anh thôi chứ em đâu có buộc. Anh phải mua hột xoàn và sắm xe hơi. Em chỉ muốn sau này mình có một cái tiệm, rồi hai đứa mình mua bán cũng được. Mua bán khá lắm, hễ có thời thì làm giàu không khó. Anh biết tại sao em muốn vậy hay không? Em muốn mình mua bán mà làm giàu, đặng tía em hết coi thường người An Nam.
Cái tình của em quá nặng nề quá nhiều, thì kiếp này quá quyết trả cho em. À, em đi hồi nãy giờ lâu rồi, thôi để em về, kẻo má em say bày trẻ đi kiếm nữa. Thôi anh đi mạnh giỏi nghe, đừng có quên em nghe, em trông anh dữ lắm đó. Em ở nhà, Qua cũng giái cho em mạnh giỏi, mà chờ Qua về Qua sẽ cưới em. Thôi em về. Mình nhất định làm cho được những lời mình đã hứa. Lân, Lân. À, chị Hai, bán hết rồi hả chị Hai? À. À, thôi chị về đi nghe chị Hai. Để em đi, chị nhớ nói giùm với má, em gửi lời chúc má ở nhà được mạnh giỏi. Em đi hay sao? Dạ. Thôi, chị cũng cầu chúc cho em đi ra được mạnh giỏi. Em muốn lấy thêm ít cắt bạc hay không? Dạ không. Tội nghiệp em tôi, phải bước chân ra đường đời bươn chải. Nắp vàng đầy lại đặt nơi giường nằm. Ê ê, coi chừng té đó. Thầy, thầy đưa thúng nếp cho tôi chứ. Cô đội thúng nếp nặng quá à. Mà từ chợ trạm về tới nơi đây nên mỏi rụng đôi chân. Tôi mời cô ngồi nghỉ một chút. Cô ngồi nghỉ cho hết mỏi chân, rồi tôi trả thúng nếp cho cô về. Ngồi đi cô Hai, đừng hoài nó mỏi chân á. Cô uống miếng nước cho khỏe đi. Cảm ơn thầy. Có gì mà cảm ơn. Cô chịu ngồi lại nghỉ chân là tôi vui rồi. Nên người cảm ơn là tôi mới phải. Thầy nói chuyện nghe lạ quá à. Có gì lạ đâu. Lần trước tôi làm cô giận, nên giờ có dịp mời cô ghé nhà để xin lỗi vậy mà. Chuyện lần trước tôi quên rồi. Vả lại những lời chọc ghẹo giống như thầy lần đó tôi cũng thường nghe, nên quen rồi. Với lại hơi sức đâu mà giận người dưng chứ. Nếu cô không giận thì cô uống ly nước giùm tôi đi. Tôi cảm ơn cô nhiều. Thầy đưa tôi thì tôi phải cầm, chứ thiệt tình tôi không khác. Trả lại cho thầy nè. Cô đừng sợ, tôi chẳng có bỏ bùa ngải gì đâu. Thầy có bỏ hay không thì thầy biết,
chứ làm thân con gái thì tôi phải giữ mình. À, cô nói vậy cũng đúng, vì người đời họ gian trá lắm. Cô ý tứ như vậy là phải đó. Nhưng mà với ai kìa, chứ tôi thì quyết không làm như vậy. Xin cô đừng nghĩ quay cho tôi mà phụ lòng tôi lắm. Vì nếu như cô chịu để thì cô sẽ thấy chân tình của tôi đối với cô như thế nào. Thì ra thầy bắt tôi ngồi đây để nghe thầy giảng bài bướm bông. Thầy làm ơn đưa trả thúng nếp lại cho tôi về, tôi chẳng muốn nghe. Xin cô hai đừng vội hiểu lầm, tôi đã thương thầm cô bấy lâu, nên xin nghỉ dạy trên chợ Cần Giuộc rồi về dạy dưới chợ Trạm này gần tháng nay. Được anh hương thân tận tình giúp đỡ, nhường miếng đất cho tôi cất nhà ở. Chuyện riêng của thầy dính dáng chi tôi, thầy cần chi phải phân bày. Sao nỡ vô tình lắm vậy cô hai, hãy hiểu cho lòng dạ thẳng ngay. Từ khi cô bán trên chợ Cần Giuộc, tôi không còn được ăn bánh nu của cô, thì lòng tôi rải rứt ngu hoài, luôn tơ tưởng bóng hình ai. Dọc gian mảnh mại với chiếc gánh nặng quằn đã in đậm vào lòng tôi. Thầy đừng tưởng tôi khờ mà thầy kiếm lời dụ dỗ. Thầy đừng có nghĩ tôi nhẹ dạ non lòng mà dùng lời lẽ ngọt ngon. Tiếng tâm của thầy ở chợ Cần Giuộc này nè, tôi đã nghe. Thầy là người đã có vợ mà còn đi quyến rũ gái tơ. Thầy muốn hại đời con gái người ta nữa sao? Ai đồn tôi có vợ thì quả là ác miệng. Chứ thật ra đàn ông con trai thì ai chẳng có một thời lãng mạn yêu đương. Cái cảnh bướm dần quá cho thỏa chi nam nhi, nó đã qua rồi ở cái khoảng đời nón dài. Nay đã ngoài 30 nhưng cõi lòng tôi vẫn còn trống trải, đang chờ một tình yêu sưởi ấm lại trái tim. Chờ ánh nắng ban mai, chờ nước chảy về nguồn. Nên lần đầu gặp cô tôi thấy lòng xuống động, đó là tình yêu chân thành chứ không phải chuyện do trăng. Bởi tại tôi hay pha lửng để làm vui, không dình ý tư nên khiến cho cô có thành kiêng. Nay đã phơi bày tỏ rõ tâm tư, xin đừng xem tôi là phượng vô loài. Tôi không dám xem thường thầy, vì thầy là người có học. Thầy biết đứng trên bục giảng để giảng bài luân lý dạy người. Còn tôi là kẻ dốt nát nghèo hèn, đầu óc thì thấp kém, thì làm sao dám ngước lên nhìn cao cho được. Cô hai ơi, cái chuyện tình yêu nó đâu có giai cấp. Cô tính thiệt so hơn cái chuyện đó làm gì. Nếu như cô không khinh chê tôi là kẻ vô nghị, thì sợi giấy thân ai xin cô đón nhận cho tôi được thỏa lòng hoài vọng bấy lâu. Tôi không ưa chuyện chận đường đón ngõ, không thích giao tình giữa lính mẹ cha. Tôi còn chữ hiếu phải mang, thầy đừng muốn chữ giao tình trái ngang.
Sao mà gọi là trái ngang chứ? Tôi chưa vợ, còn cô chưa chồng, có gì trở ngại đâu cô hai. Khoan đã cô hai à, thầy làm ơn đi, thầy đừng có làm phiền tôi nữa. Tôi phải đem nếp về ngâm cho kịp gói, để khuya tôi hấp với rồi sáng mai tôi đi bán chứ. Vậy cô hứa với tôi đi, rồi cô về. Thầy muốn tôi hứa cái gì? Cô hứa là mỗi ngày cô ghé đây bán cho tôi một cặp bánh ú để tôi ăn lót lòng rồi đi dạy. Nếu thầy cứ cà rỡn với tôi hoài, tôi không có nể thầy đâu. Lần này tôi nói thiệt đó, nói một cách nghiêm chỉnh đó. Cô nhớ đừng có quên cặp bánh ú của tôi nha. Nè, cô mà quên á, tôi lên tới nhà tôi đòi đó. Con Đào nó đi bán chưa về hả? Giờ này mặt trời lên khỏi ngọn tre rồi mà chưa có giọt rượu nào để điểm tâm nữa. Còn việc cái đồ ăn hại không à? Sao không chịu ra sau vườn mà rọc lá? Cứ rọc mấy bụi chuối ở phía trước này hoài á, còi cọc hết rồi, chết rủi rồi còn gì. Tôi đống lá ở sau vườn đó chứ. Còn chối nữa hả? Chối với ông làm gì? Tôi đống ở đằng sau rồi mới ôm ra đây rồi rọc nè, phơi cho nó dốt dốt, đặng chiều có sẵn cho con Đào nó gói bánh. Việc của con Đào thì để nó về nó làm, mà cứ lo làm giùm nó hoài. Nó khổ cực đó. Mình ở không làm gì, làm giùm cho con nó chút đỉnh, có hại gì đâu. Nó làm nó giống gì mà cực khổ? Cứ gói bánh ú, đổ bánh bò rồi đem ra chợ bán mà bà nó cực. Thôi bà để nó đi chơi đi, nói cái giọng cưng con hoài nghe phát ghét. Đó, bà cưng cái thằng Lân rồi nên nó mới hư rồi đó. Bà cưng con Đào nó hư nữa cho coi. Ông nói vậy nghe sao phải? Là mẹ mà, ai sanh con ra mà lại không thương? Con vật thì nó cũng vậy thôi, mình thương mà lo cho nó. Theo lời mình dạy khuyên nên thì nó nhờ cái đời nó tươi đẹp, còn như nó dạy nó không chịu nghe lời, nó hư thì nó chịu khổ một đời. Tất cả đều do trời chưa biết làm sao, đâu thể đổ trách nhiệm cho ai. Phải, con thì thương mà con nào kìa, chứ thằng Lân thì thương nỗi gì. Nó giúp cái dòng của thằng cha bạc mệnh, nhìn thấy dễ ghét, thương sao vô. Tôi năn nỉ ông, tôi năn nỉ, tôi gian xin ông đã nhiều rồi mà. Ông có chửi á, ông chửi tôi nè, tôi chịu hết á. Chứ ông đừng bao giờ đụng đến vong linh người quá cố. Tôi đau lòng lắm phải không? Đau lòng thiệt không? Nếu muốn tôi đừng động đến vong linh của ông Hương Hào Quý, chồng của bà, thì bà đừng có cãi tôi, đừng cản đảng tôi. Tôi biểu là để cho nó đi ở đợ với người ta, đặng tập cho nó biết làm ruộng, sao nó có nghề nghiệp với người ta. Bà cãi tôi, nhất quyết năng năng đòi xin cho nó đi học. À, đi học mấy năm đó, tốn cơm tốn quần áo,
có ích gì đâu. Thằng đó mà học có giống gì, du hí du thực, làm du côn đó, đi biệt tích mấy tháng nay đó, bà thấy không? Thằng Lân nó đi biệt tích là tại ông đó, chứ nó không có theo du thủ du thực nào đâu. Sao tại tôi? Sao tại tôi? Hay ông thấy mặt nó là ông hầm hầm mà, làm như ông muốn ăn thịt nó vậy đó. Ông cứ đánh chửi nó hoài, cha ruột thì nó còn cam chịu, chứ ông, ông chỉ là... Là gì? Cha ghẻ chứ là gì? Phải rồi, mà ghẻ rồi sao? Cha ghẻ thì không dày, không đánh chửi được hay sao? Ha? Nó khôn lớn rồi, nó chịu không được, tự nhiên nó phải trốn đi chứ. Ở như vậy làm sao mà nó chịu nổi? Bà nói tôi độc ác lắm hả? Cái gì? Bà cầm dao bà muốn chém tôi hả? Tôi độc ác lắm, chém tôi trả thù cho nó đi. Ông có độc ác hay không á thì tự ông biết á. Ông Hương trưởng ơi, có nhà đó không? Ai vậy? Ân nhà là Hương thân mẫn. Ủa, mà đi với ai nữa vậy cà? Ê, có xách hai chai rượu nữa. Chà, thiệt là buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Mai dự ha, có ông Hương trưởng ở nhà đây, tôi sợ ông đi khỏi quá. Hai ông kiếm tôi có việc chi? Kiếm trời cho có việc chi đâu. Ông biết thầy giáo đây hay không? Biết làm chờ. Thầy dạy trên trường học ở Cần Duộc, tôi gặp xuống nhà Hương quản chiếu đánh bài hoài. Tôi thôi dạy Cần Duộc rồi ông Hương à. Tôi đổi xuống dạy ở trường chợ trạm này đã mấy tháng nay. À, té ra bây giờ thầy xuống dạy với chợ trạm đây hay sao? Thưa phải. Thôi, mời hai ông vô nhà, vô nhà. Chủ nhật nghỉ dạy, thầy giáo buồn, thầy rủ tôi kiếm chỗ đi chơi. Tôi không biết đi đâu, nên hai anh em tôi mua rượu đem lên đây đặng nhậu với ông mà nói chuyện cho vui. Vậy ha, tốt quá. Ông làm ơn cậy ai trong nhà mua gà hay là vịt gì cũng được, rồi làm thịt, nấu cháo mà đặng mình nhậu chơi ngang ông Hương trưởng. Thầy giáo làm như vậy là tôi phiền lắm. Thầy đến nhà tôi chơi thì tôi phải đãi thầy, cho có lý nào lấy tiền của thầy đặng đi mua gà mua vịt. Tôi xin lỗi ông Hương, nếu như ông không nhận lấy tiền thì tôi ngại lắm. Thầy giáo nói vậy thì ông Hương trưởng chịu đi. Hôm nào ông xuống dưới chợ, ông bao lại anh em tôi, ai mà để cho ông mất phần đâu mà ông ngại chứ. Vậy thì được. Vậy ông cho người đi mua gà vịt đi. Bà nó ơi, bà nó ơi, ra nhờ chút coi. Đây nè, thầy giáo đưa tiền, cậy bà mua dùng gà vịt gì cũng được, làm thịt rồi nhậu chơi. Bà làm mau mau nghe không? Bây giờ bà coi còn khô vậy đó, bà nướng cho miếng đặng nhậu đỡ đi. Như hết khô thì kiếm cho ít trái ổi hay khế cũng được. Lẹ lẹ đi bà, tôi khó chịu quá. À, xin mời hai ông. Mời thầy giáo. Nâng ly lần nữa nha. Vô. Ấm thiệt chứ. Ông ngồi chức hương trưởng lâu năm rồi, sao không lo lên chức hương sư chơi? Tôi đâu có cần. Hương gì thì cũng là hương. Đi nhóm hay là đi cúng đình, mình có thịt nhậu đàng hoàng, cần gì phải lên chức hương sư hay là chủ cả. Tôi cứ phay phay mà hưởng của trời. Ông nói vậy sao nghe được ông Hương? Không làm thì thôi, hãy làm thì phải lên chức lần lần. Bởi ông không cần nên năm ngoái cựu Hương chánh biểu nhảy giọt vượt lên chức hương sư, người ta quá bất bình. Nó lên chức hương sư rồi nó chém mình nè. Mấy ông lo làm gì, cái
không phải nó chém mình được. Xong nó là người ở đâu chứ không phải gốc trong làng. Nếu để nó làm hương sư rồi nó trèo lên chức chủ cả. Nó ngồi trên đầu trên cổ mình sao? Tôi nhượng chức hương sư cho nó đó. Bộ ông tưởng là tôi dại lắm mà. Ông lầm. Nó cũng cho tôi 30 đồng bạc, chứ giỡn chơi sao? Tôi có thèn lận lưng nên mới cho nó leo lên. Thiệt ông Hương đứng trên cơ của họ, họ cũng nể ông chứ đâu dám làm càng. Vậy mà ông Hương thân tưởng là ông lù khù, chớ đâu có dè ông khôn hơn người ta. Tôi cứ ngồi ở chức hương sư trưởng chơi vậy cũng được. Thằng nào muốn leo qua tôi khiều nó lại. Nó biết khôn đúc tiền thì tôi nhượng cho nó. Cần lên chức làm gì cũng có tiền nhậu lai rai. Ông cứ ở chức hương trường hoài, tụi nhỏ ở sau lên không được nó phiền ông. Tôi nói ai muốn tôi xin thôi, đặng đám vô cái chỗ này phải chịu cho tôi 200 đồng bạc, thiếu 1 đồng tôi cũng không cho. Tôi cứ ngồi ở giữa mà hưởng không sướng hay sao? Thôi uống đi để nó lạc hết. 1, 2, 3 vô. Tự nhiên cái mắt ho khan, xin phép để tôi ra ngoài một chút. Thầy giáo ơi, ho thôi mà có cần ở ngoài lâu không thầy giáo? Rượu thầy xách lên mà thầy bỏ trốn ra ngoài vậy làm sao? Nè ông Hương, thầy giáo thấy rượu thấy né mà thấy mồi á thì đớp liền thì xách tới. Thôi tôi vô nè hai ông. Con à, con bưng cái dĩa khô nướng này lên trển đi, rồi xuống đây phụ với má làm gà để nấu cháo cho họ nhậu con. Dạ. Có gà chết gì không? Sao lâu quá vậy bà? Dạ má đang làm gà ở dưới á, chờ luộc xong rồi đem lên. Làm cho lẹ lên, chậm như rùa. Mẹ con mà y hệt giống nhau. Từ từ thôi ông Hương trưởng, xin đừng có hối. Má à, Dượng mời họ đến hả má? Không có con à. Từ sáng tới giờ ông chờ con về, ông thèm rượu nên kiếm chuyện gây với má đó. Đường gây với má thì chú Hương thân với thầy giáo đới đó chứ. Dượng cự nữ má chuyện gì nữa? Ôi thì ông cũng khui cái chuyện thằng Lân ra mà nói. Thằng Lân nó đi mấy tháng rồi, không biết nó sống chết ra sao nữa. Má lo cho nó lắm. Tội nghiệp thằng nhỏ, làm thân con ghẻ mà, nên ở không yên với người dân. Nó phải bỏ nhà bỏ cửa mà đi lang thang như vậy đó. Thiệt là khổ cho con tôi mà. Anh Hương ơi, ngài, con cháu năm nay được bao nhiêu tuổi rồi vậy anh? 20 mấy tuổi rồi, chứ nhỏ nhất gì đâu. Lỡ thời rồi. Có chỗ nào đi nói nó hay chưa anh? Có ai đâu. Chắc là tại anh gắt quá nên họ sợ, họ không dám bước tới chứ gì. Tôi gắt hồi nào đâu. Tôi trông cho ai tới hỏi tôi gả phước cho rồi, chứ để làm gì. Con ghẻ cho bộ con ruột gì tôi mà tôi khó dễ chứ. Vô ly nữa hăng. Đây nè, bây giờ tôi nói về ông nghe coi được không nghe.
Vậy thì để tôi làm mai tôi kiếm đầu heo tôi ăn. Được chứ, được chứ. Ông coi chỗ nào phải ông nói với tôi gả liền. Nè, uống đi chứ. Nè, vô. Vô. Phải già như vậy mà đâu có bước thêm bước nữa, cho tụi con phải chịu cảnh ghẻ lạnh như vậy. Má, má đừng buồn nữa. Lo là lo cho thằng Lân bị Dượng Hà khách, chứ con thì con chịu đựng được mà má. Thằng Lân nó ra đi là nó thoát cái cảnh đàn ấy. Nhưng mà má, má thương nó, má thương nó còn khờ dại mà phải buông chân. Đường đời gai góc, má đêm ngày thân con trẻ như cánh mèo trôi giữa dòng sông. Em con đã lắm khổ, nó sẽ tự tìm cho xuân. Nếu đã vỗ cánh bay rồi thì đâu chịu quay về. Má, nó không có đi luôn đâu, lập được sự nghiệp thì nó sẽ về. Con à, con vớt con gà ra đi, con đem lên cho ổng đi, để ổng chờ rỗng thầy già nữa đó. Má đi vô gạo má nấu cháo nha con. Dạ. À, ông Hương à, mỗi ngày ông uống chừng bao nhiêu? Chừng đội gì? Có nhiều uống nhiều, có ít uống ít. Như không có được không? Không được, thiếu thì buồn lắm. Bây giờ con nhỏ đi bán mỗi bữa phải mua cho tôi một cắt. Trời đất á, vậy nếu ông gả cháu đi lấy chồng, còn ai bán bánh mà mua rượu cho ông uống chứ? Con lấy chồng thì mẹ nó lo. À, nguyên con gà. Khoan, xin phép nha, để cho tôi âu cái đàn. Tôi gặm cái đầu là đủ rồi. Hai ông cứ tự nhiên nha. Nhưng mà nhớ nha, nhớ nha, để lại cho tôi ê cái màng. Tôi thích ê cái màng lắm. Nè, vô một cái cho gọt coi. Hãy vô. À, ông Hương trưởng, tôi thì nói gần nói xa không qua nói thiệt hen. Thầy giao đây thấy con cháu thấy thương nên mới cậy tôi làm mai. Ông chịu gả ông á thì nói. Thầy giao hả? Dạ phải, tôi muốn xin cưới cô hai. Thương ai thầy giao á thì tôi gả liền. Má, má coi Dượng đó, biết họ làm sao mà hứa chứ. Hễ rượu vào thì lời ra, có khi làm hại người ta mà đâu có biết. Thầy ăn chơi mèo mỡ chứ có phải là người đàng hoàng đâu.
Ông Hương, ông gả rồi ông đòi bao nhiêu? Tôi gả không, không đòi hỏi gì hết. Ông phải đòi một số tiền để mua sắm quần áo cho cháu, với tiền đi chợ mà làm đám cưới chứ. Ôi, làm đám cưới chi cho nó rình rang nó mệt. Đến ngày nào cưới thì mình mời năm ba anh em mình tụ lại, mua ít lít rượu rồi mình nhậu với nhau một bữa là đủ rồi. Vậy cũng tiện ha. Mà bề nào thầy giáo cũng phải đưa cho ông một số tiền, đặng cho cháu nó sắm chút đỉnh quần áo mà về nhà chồng chứ ông. Dạ thưa ông Hương trưởng, phận tôi đơn chiếc lắm, dầu muốn cũng khó mà rình rang được. Hồi nãy ông nói dễ như vậy thì tôi hết sức cảm ơn ông. Mai mốt tôi đem lên đây 50 đồng bạc để cho cô hai ở nhà, mua sắm quần áo bao nhiêu tùy ông định đoạt. Tôi xin ông mua một con heo đặng bữa cưới đãi hai họ. Thế ông định ngày cưới thì tôi đi mời, mời bà con chứng kiến chừng dài ba người, ăn tiệc rồi chiều tôi rước dâu về nhà luôn. Thầy giao binh tính làm như vậy, mà ông thì cũng muốn mời khách ít người đến dự thôi. Ông nghĩ coi có hợp ý ông không. Được thì ông trả lời với thầy. Được mà. Thầy giáo muốn sao cũng được hết. Tôi đã nói là tôi dễ lắm mà. Vậy tôi xin kéo ông Hương trưởng tôi về. À được. Thầy giáo, con lẽ cứ về. Thôi thì tôi cũng kêu mà về luôn nghe ông Hương. Ông Hương, ý mà ông Mai cứ về, về rồi ăn đồ heo nghe. Ông à, hồi nãy tôi nghe ông hứa ông gả con Đào cho thầy giáo Bính phải không? Trời ơi, hết rượu vào rồi ông hứa gì bất tử quá vậy. Sao bất tử? Thầy giáo đó coi bộ lớn tuổi hơn con Đào nhiều, mà gả giống gì không biết nữa. Mới ba mấy mà già sao? Trời ơi, ba mươi mấy là già rồi chứ còn gì nữa. Tôi còn nghe nữa đó nghe, hình như là thầy đã có một đời vợ rồi. Tôi biết rồi. Hồi thầy ở trên Cần Giuộc, thầy có cặp với một con nào đó, mà thầy bỏ lâu rồi. Ông ơi, con Đào nó còn nói nữa, nó nghe nói thầy đó ưa mèo chuột dữ lắm, rồi còn đánh bài đánh bạc nữa đó. Ôi, bà đừng có nhiều chuyện dư luận mà hơi sức đâu nghe. Nhưng mà hễ tôi nhất định gả thì phải gả. Bà cứ nghe lời con Đào à, thầy giáo thể chịu cưới với 50 đồng bạc. Hễ thầy cưới rồi nó được làm thím giáo, không sướng hay sao? Khéo là bổ chê, chê người ta, người ta như vậy mà bà chê, làm phách trốn theo trai. Vậy thì bà mới hài lòng, bà mới chịu hả? Bây giờ tôi hỏi bà gả hay không? Tôi gả không? Gả không? Cô Đào, ghé lại hỏi thăm chút coi. Có chuyện gì vậy thầy? Tôi muốn hỏi thăm vậy mà. Dạ, thầy muốn hỏi chuyện gì? Muốn hỏi hôm bữa đó, hôm bữa mà tôi đem tiền lên nhà đó, cô có ở nhà không? Có ở nhà, sao tôi không thấy cô ra? Thầy đến thì gặp dượng tôi là đủ rồi, cần gì tôi phải ra mặt. Mặt mày tôi thầy cũng đã thấy chán chường rồi, có
lạ lùng gì đâu mà thầy thắc mắc. Cô Đào, hình như cô không đồng ý chuyện hôn nhân này. Đồng ý hay không thì tôi cũng phải cúi đầu làm vợ thầy tôi, dù trong lòng không mấy được vui, vì sợ phải đến mùi cay đắng chuyện lứa đôi, sợ bao buồn giang xuống đầu tôi, vì bạn đời là một khách làng du như bơm lửa hút nhụy qua đời. Tôi phải ngắm sầu làm vui, là đàn ông ai cũng có một thời, khi qua đón mời trước ngọn gió xuân, nào ai cưỡng lại lòng mình mà chối từ chuyện bướm mong. Đàn ông thì trăm người đều như một, hay lăng nhăng tình ấy dày đầy, chỉ tôi cho số phận đàn bà phải chịu thiệt thòi kiếp qua. Dù cho có tình nải bướm qua dãy đầy từ thuở trước, nhưng một khi con thuyền kia đã có nơi cho mình làm bến đồ, thì sợi dây ràng buộc nghĩa phụ thế sẽ cột chặt hai chữ chung tình. Tôi hứa từ ngày này đến ngày sau không để cho cô nuôi trong già sự bất bình, sẽ cùng cô đi chung trên chuyến đò tình ai, quyết giữ vững tay chèo cho con thuyền nhỏ được bình yên, không để cho nụ hoa đời héo úa bởi nắng sương mà ủ dột thảm sầu vì đơn lành. Cô hãy tin tôi để cùng vui hưởng hạnh phúc bên nhau, chung một mái ấm gia đình. Quá trôi dòng nước lững lờ, phận tôi rồi sẽ bên bờ nơi đâu, mấy lời nghe ngọt bùi tay, nhưng ai dám chắc chẳng phải được lời. Em như bông cải tháng mười, đến mùa nở rộ người người dành mua, yêu người ta để trên cơi, nắp vàng đầy lại để nơi giường nằm. Tôi vẫn sợ cái câu gió đưa bụi cải sơ rơ dây bầu đất cuốn nằm trơ giữa đồng. Một lời đã hứa tôi không hề sao lãng, chữ đã vàng xin kết chặt cùng cô, hai chúng mình chắc là nợ trời cho, nên mới khiến xuôi cho tôi xuống nơi chợ Tràm, gặp được cô rồi kết thành duyên nợ, thì lẽ đâu tôi không giữ chờ duyên lành. Tôi đã cạn lời mỏng cô hiểu bụng tôi, hãy an tâm đừng lo phiền nữa, còn đôi ba bữa là đến ngày đám cưới, tôi rước cô về cùng em vui sống bên nhau. Vui hay buồn, tin hay không thì tôi cũng sẽ làm vợ của thầy, vì má tôi không thể cãi lại ý của dượng tôi, mà tôi thì cũng không còn con đường nào để lựa chọn. Vì vậy tôi hy vọng cuộc đời của tôi
từ đây về sau được thầy chiếu cố, xin thầy giữ lấy lời của thầy đã nói hôm nay. Chào thầy, tôi về. Ngộ nói cho Lý biết, Lý phải nghe lời ngộ, Lý không được lấy chồng ăn làm, biết chưa? Lấy chồng ăn làm thì sao chứ, người ta cũng lo làm ăn vậy. Tía sao bày đặt chi vậy không biết nữa. Cái gì mà bày đặt? Lo nghèo mặc dịp mà loài lấy lo. Lấy lo lấy gì ăn? Uống nước lá trừ cơm hả? Thì lấy nhau rồi lo làm mà ăn. Chứ bộ làm vợ người ta thì cứ ở không bắt người ta nuôi suốt đời hay sao? Chớ sao, ma lị lo, ở không cho ngộ lui. Ngộ lâu có cho ma lị làm cái gì đâu. Ngộ nhất lị ngọc bắt lị phải lấy cái thằng con chủ trình lua Mỹ Tho. Lý cãi lời, ngộ lập chết cha mồ tổ lý lắm, biết chưa? Tía, tía đừng có ép con, con không có chịu ân hỏi đâu mà. Lý im lý, đừng có nói nhiều lời. Ngộ muốn cho lý sung sướng cái lời, chứ có cái làm cho ngộ tức. Ngộ lấy chết chết cha mồ tổ, ngộ còn nhốt lý ở trong lây, nhốt ngoài không cho lý ra đường. Tía, tía bức con quá hả? Con chết cho tía coi nè. Cái gì? Lý loài chết hả? Lý hù ngộ là chết Lý. Lý chết là Lý mang tội bất hiếu lo, biết chưa? Lộ ngu. Tía, người biết lo đi tìm việc làm ăn mà tía chê, còn người ý giàu chỉ biết lo chơi á, sao tía ép gả con chứ? Sao Lý biết lo lo chơi? Sao không biết, con thấy họ ôm gà qua chợ cần vuột đá hoài à, chứ có lo làm ăn gì đâu. Lo có tiền lo mới lì la gà chứ. Nè, Lý về làm vợ lo, Lý nói rõ vẻ cho lo nghe. Lý dạy lo thương Lý, lo phải nghe lời Lý chứ, biết chưa? Không được đâu mà, con không có ân họ đâu mà. Ngộ nói Lý phải lấy lo, Lý không được cãi lời. Tía, tía đừng gả con chỗ đó, con không có thương họ đâu. Tía, đợi bước chân anh
Hai đứa vô ăn cơm đi con. Khoa, ăn cơm rồi tắm thay đồ, chờ ba về đưa đi học đó. Ba đi đâu vậy má? Ba về thăm bà ngoại. Bà ngoại sao vậy má? Bà ngoại bệnh nhiều lắm. Thôi ăn cơm mau đi, rồi còn đi học nữa. À, ba về. Đi vô con, trời nắng lắm đừng có ra lộ. Mình à, bữa nay má bớt không mình? Bệnh coi cũng vậy, có thấy bớt gì đâu. Mình có hỏi sớm mơ này má có ăn cơm hay không? Tôi hỏi, má nói má ăn cơm không được. Hồi sớm mơ á, má mượn chị hai cai tuần nấu cho má một chén cháo, mà má ăn có một muỗng rồi ói ra hết à. Hôm qua tôi lên thăm á thì má nói đã 5-6 bữa rồi không có một hộp cơm ở trong bụng. Ê, khổ quá. Đau mà cơm cháo không ăn được thì làm sao mà mạnh chứ. Bởi vậy tôi coi mọi bữa nay má yêu lắm mình ơi. Cơm cháo không ăn mình mẩy xúc do. Hồi nào giờ má đã ốm sẵn, bây giờ mấy bữa lại không ăn thì thử hỏi làm sao mà má lại không yêu sức cho được. Không biết dượng có tính rước thầy về bắt mạch hút thuốc không? Tôi thấy ổng cứ kè kè chai rượu, ra nhậu một ly vô nhậu một ly ở trển, chớ có tin gì đâu để má nằm y. Có khi là dượng sợ uống thuốc rồi sanh ra tốn tiền nên dượng không dám rước thầy. Có lẽ vậy đó, nên dượng làm lơ. Nhưng hồi nãy tôi có nói với dượng rằng tôi coi bệnh của má đã nặng rồi, dượng không nên lơ là để vậy thì nguy. Rồi dượng nói gì sao? Dượng nói thứ nhất đầu nóng lạnh để ít bữa thì hết, cần gì phải uống thuốc cho tốn tiền. Thầy thuốc nói dốc đặng ăn tiền, chứ họ có giỏi gì đó mà rước họ. Nếu mà họ giỏi thì họ đâu có chết. Nói như vậy thì hết chuyện rồi. Má thiệt vô phước quá, gặp ông chồng ông giỏi có cái nghề uống rượu. Uống mấy lít nữa ông cũng biết sai nữa, chứ ông biết lo chuyện gì hết. Nhờ ông ưa uống rượu nên tôi mới cưới được mình đó. Mình nhớ không? Phải không con gái? Dạ. Thằng Lân nó đi đâu biệt mấy năm nay không có thấy tâm dạng gì hết. Bà già mà đau đây rồi, không biết chừng là tại nhớ nó nên buồn rầu sanh bệnh. Mình không phải là thầy thuốc, làm sao dám đoán căn bệnh. Không biết chừng là tại dượng uống rượu tối ngày, má buồn rồi má sanh bệnh đó chứ. Thôi, má đau dượng không lo thì mình lo. Để lát nữa đi dạy học, tôi ghé tôi nói trước với thầy Hoàng. Rồi chừng nữa chiều trời mát, mình mướn một cỗ xe, mình rước ổng lên coi mạch, đặng hút thuốc cho má uống. Mình đem con Lý theo về trển, đặng ở ít bữa mà lo thuốc men cơm cháo cho má. Xe lên đó thì mình biểu nó chờ, đặng ông thầy Hoàng coi mạch rồi ổng theo xe ổng về mà hút thuốc. Chừng tan học rồi tôi lấy thuốc tôi đạp xe đem lên cho. Tôi đi lên ở trển, rồi ở nhà ai lo cơm nước cho mình? Ôi, chuyện nhỏ mọn đó hơi đâu mà lo. Tôi qua nhà anh Hương thân tôi kiếm cơm ăn, hay tôi mua cơm đàng quán tôi ăn cũng được mà. Bà già đau, phải lo cho bà già. Mình mạnh mà lo cái giống gì. Thôi,
tới giờ đi dạy rồi, để tôi vô thay đồ. Khoa, vô rửa mặt thay đồ đi học con. Coi vậy mà cũng được, biết quan tâm đến gia đình mình. Vậy chứ từ hồi về làm vợ cho đến giờ, mình cứ lo cứ sợ cho cái tánh bóng bẩy của thầy, vì không biết cuộc đời của mình đang sống êm đềm bên thầy có được bền lâu hay không. À, Lý con à. Dạ. Đem chén ra làm sao đi, rửa miệng uống nước, lên ngủ một chút, rồi chiều má dắt con về trên ngoại. Dạ. Mình lấy thêm 3 đồng mà đem theo hờ, tặng coi má muốn ăn vật gì thì mua cho má ăn. Còn tiền coi mạch hút thuốc thì để tôi tính với thầy Hoàng. Thằng Khoa ở nhà, mai tôi chở lên thăm ngoại. Tôi đã coi mạch kỹ cho bà Hương rồi, để tôi về đặng hút thuốc lên cho sớm. Thầy à, thầy coi bệnh má tôi có làm sao không thầy? Bệnh tuy nhiều, song không sao đâu mà sợ. Tôi hốt vài thang thì mạnh. Thiếm giáo phải cần ở nuôi bà Hương chữa. Giá tổ cho uống thang thuốc đầu triệu thì có lẽ là mạnh mau lắm. Dạ, xin thầy ráng giùm tôi. Tôi phải ráng chứ. Thôi, cứ thấm giáo tôi về. Lát chiều tôi gửi thuốc cho người đem lên. Đào, Đào ơi, má, má nhớ thằng Lâm lắm. Không biết nó đi đâu, bây giờ nó ở đâu, nó còn sống hay đã chết, rồi cả nhà cũng không ai biết nữa. Má, má đang bệnh, má đừng có buồn, ráng mạnh để chờ em con nghe má. Xế chiều có người đem thuốc lên, con sắc cho má uống, má sẽ khỏe lại à. Vô ích cho con mà. Má biết ở trong mình má lắm. Đào ơi, má sợ là má không còn dịp để gặp lại thằng Lân. Lần sau cưới đây
Đào ơi, cái đời của má của ngày hôm nay là do nơi má. Bởi má không giữ được tròn câu đạo nghĩa căn thương. Má không nói theo được người xưa mà đi. Lần chấm núi nở tiếng để cho tia con ngọc hờn nó trong cũ vì má tay da mà để cứ hay cũng phải cùng sống với cha ghẻ bị đài bị đoạn từ thở còn thương. Đã vì chị em con mà trăm cay ngàn đắng, má chịu khổ sầu cũng chỉ để lo cho các con. Chứ má có tội gì đâu mà má lại tự trách thân. Mỗi lời nói của má là mỗi mũi kim đâm vào da thịt con nhức nhối. Con xin má đừng nói nữa má ơi. Đào, con hãy để cho má nói hết những gì má cần nói, rồi sau này con không còn có dịp để nghe. Cái thân đàn bà khó lắm của má bước đi một bước là gặp gặp hiểm say. Đào ơi, con phải giữ sao cho tròn cái đau của người là phu sướng phụ tùy. Chồng thương yêu là phần phước của con, chồng có tệ bạc con cũng cam lòng mà hứng chịu. Đừng tập tánh dằn ngày bé, dù hoàn cảnh thế nào cũng phải dẹn thủy. Còn thằng Lâm, nó là con trai, nó có ta bà thế giới cũng là lẽ tự nhiên. Nhưng mà không biết số phận của nó ra sao. Trời có thương mà ngó nghĩ lại hay không. Tội nghiệp, sống với cha ghẻ bị hà khắc nên buộc lòng nó mới trốn đi. Chứ nó đâu phải là đứa con hư thân mất nết mà họ lại mắng nhiếc nó là vô thủ vô thực. Má, má đừng buồn có hại thêm đó má. Má đau lòng lắm. Thằng nhỏ đi thi rồi thi rớt nên không dám về nhà, muốn gặp mẹ lần chót để đi xa mà cũng không dám gặp. Trời ơi, tại sao mẹ con tôi lại khổ như thế này? Trời ơi, má, má ơi, Đào ơi, sau này gặp lại em con nói với nó là má vẫn thương yêu nó, chứ má không có giận hờn gì nó. Nhưng nói với nó nghe con nhớ rồi má ơi, nhớ rồi, con nhớ lời má dặn mà. Ủa, sao mày lại ở đây? Dạ thưa, má dắt con lên thăm ngoại. Ủa, vậy hả? Lý à, con chạy ra quán thím hai mua hai trứng vịt về luộc rồi dầm nước mắm ăn đi nghe con. Dạ. Ủa, bay lên hồi nào vậy?
tôi mới lên hồi chiều. Thằng giáo mới lên thăm hồi trưa, sao bây giờ bây còn lên chi nữa? Thầy giáo biểu tôi lên ở nuôi má tôi ít bữa. Khéo làm rộn, hễ đau thì cũng thắng rồi mạnh, chứ nuôi cái giống gì. Dượng nói nghe kỳ quá, đau bệnh thì phải lo thuốc lo men. Tại Dượng bỏ lúng nên má tôi mới đến nỗi này nè. Cái gì kỳ? Mày đổ thừa cho tao hả? Bà thích bệnh thì bà bệnh, chứ tao bắt bà bệnh hay sao mà lại đổ thừa cho tao? Nuôi bay lớn khôn, bay mắn lại trừ, đủ lòng đủ cánh thì tự do bay nhảy hết thằng tao. Có chồng rồi ăn no mặc đẹp, sung sướng như người. Mày đâu có nghĩ đến tổng của tao kiếm chỗ gả cho bay. Thằng giáo kia nó là điểm tựa cho cái thằng mày suốt cuộc đời về sau. Tao đâu có cần mày nói tiếng cảm ơn, tao cũng sống hoài mà sống thay thay. Có gì đâu mà Dượng giận, đâu phải đổ thừa Dượng. Chỉ nói cho Dượng nghe, mà tôi bệnh nặng tại bỏ liều mới như vậy. Đó, thấy không? Đổ thừa nữa hả? Hồi sáng tao có nói với thằng giáo con y như vậy, không tin bây về bây hỏi nó coi, nó đâu có trả lời như bay. Thì thầy cũng nói như tôi vậy thôi. Ủa, thằng Khoa đâu? Sao mình chở nó theo? Tôi gửi nó bên anh Hương thân cho nó ăn cơm và ngủ đó. Tôi lên đây ở lại cùng mình coi chừng má đêm nay. Hôm qua má uống thang thuốc thấy làm sao rồi? Không có thấy bớt mình à. Ngày nay thấy má yếu hơn. Tôi trông mình từ trưa đến giờ đó. Tan học tôi chạy đến thầy Hoàng hút thêm thang nữa nè. Đâu mình nấu cho má uống thêm coi. Má nói gì thì nói chứ, tôi coi mọi má không có êm rồi đó. Thầy Hoàng nói riêng với tôi, nếu không chịu thuốc thì má khó qua khỏi đêm nay. Trời ơi, má ơi, mình phải tỉnh trí mà lo cho má, chứ khóc làm chi. Để sắc thuốc rồi cho má uống thêm thang nữa coi làm sao. Dưỡng kỳ cục quá. Má đau như vậy mà thấy Dưỡng mới lo chút nào hết. Rủi má có bề nào thì làm sao? Dưỡng không lo thì mình lo. Như rủi má mất thì tôi về tôi kêu chệt mà bán con heo để chôn cất má mà. Thôi, mình cầm thang thuốc vô sắc đi, đặng cho má uống. Nè, con gái ăn cơm chưa? Dạ chưa, ba ăn cơm chưa? Ba ăn rồi. Thôi, con theo má vô ăn cơm đi. Thằng Giao trở lên rước mẹ con nó về đó hả? Vợ tôi phải ở lại lo cho má chứ. Tôi tính đem thuốc lên cho vợ tôi sắc cho má uống thôi. Nhưng sự việc như thế này thì tôi cũng ở luôn đây để coi chừng má với vợ tôi. Tao nói thầy thuốc họ nói dốc để họ bán rễ cây, tính làm gì không biết. Uống rượu với tao nè, bất cứ cái độc gì ở trong mình nó cũng phải chết hết. Còn đâu mà hại tỳ vị của mình để làm cho mình đau được. Tại Dượng cứ nói em vậy hoài nên má mới tệ đến như vậy đó. Nữa, đổ thừa nữa. Thầy giáo mà nói theo vợ là không có khí phách đâu nghe. Má bệnh đây là tâm bệnh, vì lâu ngày nên sức của má mới cùng kiệt. Thầy Hoàng mới nói má khó qua khỏi đêm nay. Cái gì? Rước thầy Hoàng lên coi mạch hả? Thầy Hoàng nói cho má uống thêm thang thuốc này, nếu như chịu thì mới qua khỏi đêm nay. Tệ dữ vậy sao? Tao đâu có về,
Má của bề gì thì đâu còn người mua rượu cho Dưỡng uống. Vậy mà Dưỡng không về. Không lẽ đã tới lúc bà bỏ đi thiệt hay sao? Không lẽ bà đã mang tâm bệnh là vì tao? Không lẽ tao là người làm cho bà chết? Nhờ bà lấy tao cho nên mới được thiên hạ gọi là bà hương trưởng. Đáng lẽ bà phải vui lòng mà hãnh diện với người ta chứ. Tại sao bà không sống cùng tao cho mãn kiếp trọn đời? Có chồng như tao được kẻ rước người mời, đi ra đường bà cũng được người khưa bẩm, có thiệt thòi gì cho bà đâu. À, hay là tại tao quá khắc khe, không yêu thương dịu ngọt với hai đứa con ghẻ, nên tích tụ buồn đau lâu ngày rồi biến chứng bà bỏ với tao nhiều quanh trên đời. Nhưng mà nếu ý trời bắt bà phải đi thì ta cũng phải dưng theo thiên mệnh, chuyện gia đạo làm sao không lúng cũng chén trong sống còn của rỗ ràng xưa nay. Dượng nghĩ được như vậy mà sao Dượng không làm được vậy? Má vợ tôi về với Dượng là muốn cho con mình có chỗ tựa nương, vì có câu con không cha như nhà không nóc. Nhưng mà Dượng không làm được cái điều mong mỏi đó, vì vậy nên bà mới buồn rầu đau đớn tự trách mình, không chịu nghĩ suy cho cặn kẽ. Hằng ngày cứ nhan nhản trước mắt những cay đắng nặng lời của cha ghẻ đối với con mình, thì làm sao mà bà thảnh thơi an hưởng được chứ. Thầy giáo nói phải đó ông hương trưởng. Ủa, ông đi đâu giờ này vậy? Ngồi đi ông Hương Mẫn. Hồi chiều nghe thầy giáo nói bà Hương coi mồi yêu quá, nên thầy nói chắc phải là ở luôn trên này coi chừng bà. Nghe vậy nên tôi lên đây hỏi thăm coi sao. Trời kêu ai nấy dạ cho biết làm sao bây giờ. Mình có buồn thì bà cũng chết. Thôi thì cứ để tự ý trời. Tôi còn hai phần chai nè, tôi với ông và thằng giáo la ra cho đỡ buồn nha. Tôi không uống đâu, Dượng với anh Hưng Thân uống đi, để tôi biểu vợ tôi dọn cơm cho Dượng ăn luôn. Khỏi đi, chưa có đói, tao uống hả? Uống không? Ông uống đi. Hay là ông chê? Thầy giáo thấy không uống. Thôi, tôi nhâm nhi với ông chơi. Ba ơi, con ăn cơm rồi. Má còn làm gì trong bếp đó? Má nấu thuốc cho bà ngoại uống, con buồn ngủ quá à. Ờ, bà quạt cho con ngủ. Con nằm đi. Ông Hương Mẫn nè, hồi nãy ông bước vô ông nói phải, vậy thì ông công nhận với chuyện tôi xử sự trong nhà là sai, là không đúng, là không phải đạo. Vậy thì đối lại là ông cư xử như thế nào? Nếu ông thiệt lòng mà hỏi lại tôi thì tôi cũng xin thiệt bụng, nhưng nói ra tôi sợ ông buồn. Ông đừng ngại ngùng, khỏi phải nể nàng. Trong ban hội thề tôi đứng trước ông, nhưng đó là ở trong nhà diệt, còn bây giờ là chuyện riêng tư, mình cứ trao đổi như thường.
xưa trời ai cũng rõ thông, bà Hương tao tận xuôi ngược nuôi hai đứa con rồi nuôi luôn ông, còn ông chỉ lo việc làng chớ chẳng làm động móng tay. Lẽ ra ông phải thương vợ và nhẹ nhàng với con của vợ, trái lại thì ông vô tình đối xử nặng nề và thêm ghẻ lạnh, không nghĩ công cứu mang của vợ bao ngày. Mình lấy muỗng mà đổ cho má uống thử coi. Có vậy mà, đừng có làm rối lòng má. Lời ông vừa nói thì không có sai, nhưng mà biểu tôi cưng chiều con ghẻ thì chuyện đó làm sao tôi làm được chứ, đâu phải ruột thịt của tôi. Sao mà không được? Người xưa có câu thương mợ thì mợ con. Ông hốt luôn trọn ổ sao ông không chịu bỏ công mà săn sóc? Cái công đó thì ông hưởng chứ ai vô đây mà dành của ông. Tôi nói vậy đó, ông suy nghĩ đi. Nếu tôi đứng ở vị trí của ông thì tôi sẽ xử sự như thế đó đó. Tôi hiểu chứ. Hễ bánh ít đi thì bánh quy lại. Cũng như người ta nói ăn xôi chùa thì phải ngậm miệng. Nhưng mà hễ mỗi lần mà nhìn thấy cái mặt tụi nhỏ là tôi khó mà dằn lòng được. Để nói với chúng những lời dịu ngọt làm sao mà nói? Sao kỳ vậy? Lý do gì đâu ông nói tôi nghe coi. Là gì? Gì? Chúng nói cái mặt của nó y hệt như là cái thằng cha của nó, nên tôi phát tức. Tôi ghen nó. À tôi ghen nó. Dù biết rằng tôi là kẻ đến sau, đó đó thấy không, hương hào quý vẫn tồn tại trong cái căn nhà này và luôn luôn ở trong lòng của mẹ của họ, vậy thì tôi có chỗ đứng ở trong vị trí đó sao? Má, má ơi, má, mình ơi, mình, má sao rồi nè mình ơi? Má tắt thở rồi hả? Bà tắt thở rồi sao? Thôi, vậy đó cho yên cái phần của bà Hương. Má ơi, má, má, má đừng bỏ con đi má ơi. Má ơi, má, sao má còn chờ em con về? Má ơi, má ơi, má ơi, má ơi. Vậy chứ tôi biết trong lòng mình cũng rối rắm,
Nhưng tại mình không muốn cho tôi lo nên mình mới gượng làm tỉnh đó thôi. Chào thầy giáo Thiên Giáo. Dạ chào chú Hương thân. Mời chú ngồi. Chắc là hay chuyện của tôi rồi chứ gì. Thì hay, cho nên tôi mới qua đây mà hỏi thăm. Chuyện đời mà, lúc suy lúc thạnh là lẽ thường. Ai mà không biết vậy. Nhưng mà cái chuyện của thầy cũng ức lòng lắm. Tự nhiên rồi cái họ bãi chức hết thải thầy giáo làng không có bằng cấp sư phạm. Dạy sơ cấp thôi mà. Chuyện lớn lao gì đó mà đòi có bằng cấp sư phạm. Vậy rồi họ có phát tiền gì cho thầy không? Họ nói sẽ phát cho ít tháng lương, đặng ăn đỡ rồi kiếm việc khác mà làm. Như vậy thì làm sao đây? Mà mình nói không có chết đói đâu, còn biểu tôi đừng lo sợ. Ôi cần gì. Thôi làm thầy giáo, tôi lên Sài Gòn kiếm việc khác mà làm, tôi ăn lương còn nhiều hơn nữa. Thầy tính vậy cũng phải. Thiên hạ ai ai cũng ùn ùn kéo lên Sài Gòn mà tìm việc làm để sống. Họ nói ở trển dễ kiếm tiền, nhưng mà xài tiền cũng hao lắm mà. Tôi để vài bữa nữa họ xuống giấy bãi chức, rồi lãnh 3 tháng lương. Tôi để một mớ lại cho vợ tôi, rồi tôi sẽ đi lên Sài Gòn chỉ một mình tôi. Tìm việc làm trong hãng xưởng hay nhà in, với sức học của tôi sẽ vào chân thơ ký được. Chứ còn ở lúng dưới này thì tôi co tay, bởi không quen nặng nhọc. Là vì tôi không biết làm ruộng, mà cũng không bạc tiền để mở tiệm bán buôn. Thầy tính như vậy thiệt là phải lẽ, bộ dạng thầy yếu xìu làm gì nổi ruộng nương. Nhưng mà chốn thành thị xa qua có rất nhiều thú vui tràn tràn trước mặt. É khó cầm lòng sợ phải xa chân, thầy cũng giữ mình tâm khéo thì nguy, rồi để gia đình lũng cũng rung rinh. Tội nghiệp vợ nhà và mấy đứa con. Cảm ơn anh Hương phân điều hơn thiệt, nhắc nhở tôi cách ăn ở làm người. Tôi lên Sài Gòn tìm việc làm ăn, ổn định chừng 1 tháng sau tôi quay trở lại. Trước hết cả nhà lên trên với nhau, cho cha con chồng vợ hiệp hòa. Có như vậy thì mới vuông tròn được, dưới này có tôi dòm ngó mà một. Vợ chồng con cái lên hết trên Sài Gòn, nhà cửa bán cho rồi lấy bạc đem đi. Tôi cũng nghĩ vậy đó, chứ dắt nhau lên trển ở hết thì nhà cửa dưới này để làm chi. Lại mất công kiếm người coi chừng giùm, rồi phải mang ơn nữa. Thầy nói vậy thì nếu như dọn đem theo được 2 cái mồ của ông bà và vợ, chắc thầy cũng dọn đi luôn phải không? Để khỏi mang ơn tôi coi chừng chứ gì. Tôi lỡ lời, xin anh Hương đừng buồn. Vợ chồng tôi không thể nào quên ơn của anh đâu. Ai ăn chè đậu đen nước dừa đường cát không? Ai ăn chè đậu đen nước dừa đường cát không? Má, cho con tìm chè đậu đen má. Thôi con, mới ăn cơm hồi chiều mà đói khát gì. Để dành xu rồi sáng mai mua khoai lang mà ăn. Thấy tụi nó ăn con thèm quá. Thôi vô đây, lên dáng ngồi chơi đi, đừng có nhìn họ ăn. Ai ăn hột vịt lộn không? Ăn hột vịt lộn đi cưng, hột vịt lộn ngon lắm nè cưng. Anh cho em đồng xu nè, em ăn hộp vịt lộn hay chè đậu đen thì mua đi. Con làm gì mà có đồng xu vậy? Hồi sớm ơi, con đi học, má cho con đồng xu ăn bánh. Con không ăn nên để dành được đó. Con đi học về trưa quá, con không ăn bánh thì đói bụng rồi con chịu sao nổi. Không đói đâu, sớm ơi, nó không cho tiền con cũng được nữa. Sao ba đi đâu mất mấy tuần nay? Ba không về nữa hả má? Thôi đi,
còn ba bốn gì nữa mà con hỏi làm chi vậy? Má à, con muốn ra sở để đón bà vì con nhớ bà quá, vậy má cho con đi nghe má. Thôi có về đâu mà đón chi con, họ đã bỏ mẹ con mình còn đi làm gì, chỉ uống công thôi, mẹ con mình đừng có trông mong. Để con đi đón ba cho gặp mặt, năn nỉ ba về với má với con. Hôm nay con lấy nó nhắc ba hoài, con nhìn cái mặt của nó buồn hiu. Con làm rộn ba thì ba giận thêm nhiều, chẳng những không về còn đánh chết con. Con năn nỉ ba về mà đánh cái giống gì? Con biết chỗ ba làm rồi, ở ngoài đường Catina chứ ở đâu. Thôi con đừng có lộn xộn nữa, để thử coi chừng nào mới chịu về. Con học xong rồi dẹp sách vở rồi đi chơi đi. Anh hai mua chè ăn đi, ngon lắm á. Anh không ăn đâu, để anh cất tập vở rồi dẫn em đi chơi. Má ơi, con ăn hộp vịt lộn ngon lắm má. Cô hai khỏe không cô? Trời ơi, mai đèn dầu không sợ mờ mắt sao cô hai? À, chào thầy, mời thầy ngồi. Cảm ơn cô. Cô hai à, bộ cô khó khăn lắm sao mà mai ban đêm dưới đèn dầu vậy cô hai? Ở không làm chi cho mất thì giờ, mai được lúc nào hay lúc nấy. À, mà thầy đến có việc kia không thầy? Tôi đem hàng đến cho cô mai đồ đó. À, thầy có gấp lấy không? Không có đâu, cô muốn chừng nào tôi lấy cũng được mà. Xong tôi lấy à. Tôi mắc đồ gấp một chút, nếu mà tôi lãnh đồ của thầy á thì tuần lễ mới xong á. Được 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 mà, gấp gáp gì. Cô cứ mai từ từ đi ha, tôi đợi cô được mà. Vậy đâu thầy đưa hàng cho tôi coi. Đây nè. Dạ. Dạ, dạ mua dư rồi. Có lẽ cắt bộ đồ rồi còn dư tới 5-6 tấc lận. Tôi không có vợ nên không hiểu việc mua hàng lụa, nên tôi cứ mua đại à. Thà là dư chứ thiếu hả? Khó cho cô lắm đó nghe. Cô cứ cắt đi, nếu mà có dư bao nhiêu á tôi cho cô, đặng cô may đồ cho sắp nhỏ. Hàng đó tốt không cô? Dạ cũng được tốt. Có hơi mỏng một chút á. Tôi không hiểu, bậy quá. Phải tôi về như vậy hả? Tôi đưa tiền nhờ cô mua giùm cho tôi luôn. À cô hai ơi, ừ. Cô mai bộ đồ cô ăn tiền công bao nhiêu vậy cô hai? Thầy cho 8 cắt cũng như là người ta. Cô mai có 8 cắt hay sao? Trời đất, đồ tôi đang mặc đây nè, năm ngoái họ mai cho tôi ăn tới 1 đồng lận đó. Sao cô ăn rẻ quá vậy cô hai? Không được đâu, tôi trả cho cô đúng 1 đồng. Mà cô phải mai cho tôi chắc nghe không? Nếu mà cô mai thưa thớt hả, sau này mà nó xúc chỉ tôi mắc đền cô á nghe. Tôi không có đàn bà, làm sao nhiếp giá được phải không cô hai? Tôi mai chắc chắn lắm, không có xúc đâu. Sáng mai thầy đưa 1 cái áo với 1 cái quần đặng tôi đo mà cắt. Cô đo trên người tôi được rồi, đo người có lẽ chắc hơn đo quần áo cho cô hai. Tôi không có quen đo như vậy nên đo không có được. Tưởng cô chịu đo như vậy thì tiện hơn, cô không chịu thì thôi, để ngày mai tôi đem đồ qua cho cô ha. Cô hai à, mấy tháng nay sao ít thấy thầy hai vậy cô? Bộ thầy không về nữa hả?
Mà thầy có cho tiền cô nuôi sắp nhỏ không cô hai? Mấy tháng trước thì có đưa mỗi tháng 10 đồng cho tôi trả tiền phố. Gần 2 tháng nay thì biệt mất, không thèm bước chân về đây nữa. Thấy phận cô làm sao tôi thương quá à. Dạ xin thầy đừng nói vậy, không có nên đâu. Phận tôi đã có chồng có con rồi thầy à, thầy chẳng nên nói chơi như vậy. Cô hai à, tôi nói thiệt đó cô hai, cô khác hơn người ta quá à. Chồng bỏ mà cô không phiền không giận, cô khác hơn người ta là ở chỗ đó đó cô hai à. Tôi đâu phải là bằng đá mà không biết giận. Cô biết giận mà sao mấy tháng nay cô em ru vậy? Chồng mê vợ bé bỏ mình thì phải làm sao chứ, nhịn thua như vậy sao được cô hai? Người ta ở không phải thì thôi, làm rầy rà thiên hạ cười thêm chứ ít lợi gì. Tôi lo làm nuôi con, ai đi đâu thì mặc kệ. Thế ông ăn chả thì bà ăn nem, giải gì mà nhịn thèm. Thầy à, thầy đừng có bài việc quấy. Phận tôi, dù cho chồng hết thương, cô bỏ giúp tôi đi nữa, tôi cũng cứ lo nuôi con. Tôi không thể làm quấy với chồng đâu thầy à. Cô ở theo thời xưa quá. Thầy hai ở với cô như vậy á mà cô còn tính thủ tiết với thầy nữa. Mà cô biết thầy mê con nào hay không chứ? Cô nói đâu mà biết. Vậy để tôi nói cho cô biết ha. Tôi tưởng là thầy mê ai, nhẹ đâu thầy mê cô hai cần chuột. Còn đó nó giết anh hùng không biết bao nhiêu trận, nó xài phí như trời, còn thấy lương bao nhiêu. Cô hai à, cô có biết cô hai cần chuột hay không vậy cô hai? Tôi chẳng biết họ là ai. Ngày tối ở trong nhà quanh quẩn với con. Nó đẹp lắm, lại còn nhỏ tuổi hơn thầy hai. Cô muốn biết á thì lên nhà gặp nó cho khó chi. Thầy mướn phố trên Tân Định mà ở với con hai. Ở đâu thì ở, tôi không cần biết tên làm chi. Thầy dư bạc tiền thì cứ vui chơi, cho thoải mình tôi biết có ích gì. Cô nói xui xị như vậy sao được. Cô ở phố đường hẻm mỗi tháng có 6 đồng, còn phải ngồi mai tối ngày để lấy tiền nuôi con. Còn vợ bé của thầy hả, ở phố lớn sau chợ Tân Định trên 20 đồng một tháng. Ở số nhà 415 đường Phan Con, hôm trước tôi thấy thầy với con đó ở trong nhà đi ra, nó thoa son dột phấn đánh quần đánh áo đi chơi với thầy. Tôi thấy kỳ quá, thấy ghét quá. Tôi mà như cô hả, tôi phá cho tan hoang hết. Bộ thầy dám giết cô sao mà cô sợ dữ vậy? Không phải là sợ, đương hồi mê thì để cho thầy mê, nói làm gì cho buồn lòng thầy. Cô phải nói chứ, làm thinh dễ tức lắm. Đàn ông mà, đi cho đã đời rồi cũng phải về nhà, mình làm phiền phức họ làm chi. Có khi cô là Phật bà hay sao á, nên mới từ bi mà hỷ xả như vậy chứ. Ở đời nếu mình biết xét á thì mình không nên giận ai hết. Cần gì với Phật mới không biết giận. Má ơi, tụi con buồn ngủ rồi má. Thôi để tôi về, mai tôi đem đồ qua cho cô đo. Dạ cảm ơn thầy. Nè, con cầm một xu đi ăn xôi đi. Nhớ nghe con, đừng có chạy ra đường nghe không? Dạ. Chị hai, sao không chịu đồng tiền phô? Tháng trước còn thiếu một đồng, bây giờ phải đồng 7 đồng, không được thiếu. Anh làm ơn nán lại cho tôi vài bữa. Tôi làm ơn rồi tôi đòi ai nuôi tôi đây? Ở dãy phố này ai cũng khổ chứ có mình chị đâu. Tôi cho chị thiếu họ phân bi, họ xin nhau thiếu hết tôi lấy gì ăn.
mau mau trả tiền cho tôi, không có năn nỉ gì hết. Bữa nay mà không trả tiền, tôi kêu người tôi dọn đồ ra ngoài đường hết đó. Dạ. Lên lên. Anh làm ơn lấy 3 đồng, coi như là tôi trả 1 đồng thiếu tháng trước, và trả tháng này được 2 đồng, còn thiếu 4 đồng nữa. Xin anh quẩn cho tôi chừng 1 tuần lễ nữa đi. Đợi họ lấy áo rồi tôi có tiền tôi trả cho anh liền. Trời ơi, thiếu nào mà cha lắc nhắc kiểu này thì mẹ tiền tôi hết còn gì. Cha đu đi thiêu dài quá à. Tôi lại anh mà, anh thương giùm hoàn cảnh của mẹ con tôi. Tôi vét túi đưa cho anh 3 đồng, tôi còn có mấy cách để mua gạo cho con tôi. Chứ nếu tôi có tiền thì đâu có để cho anh phải nói nặng tôi. Thôi, tôi cho chị thiêu bữa nay thôi, mai chị phải đông đu, nếu không chị phải dọn đi. Mình có chuyện gì vậy hả? Có gì đâu. Vậy sao tự nhiên đang ăn uống như vậy rồi mình lại thở dài, vẻ mặt lại trầm tư, dường như mình có một tâm sự gì bí ẩn mà mình giấu tôi. Nếu không tin thì thầy đừng nên kết bạn với tôi. Thầy cứ trở về với bổn phận làm chồng làm cha của mình, tôi không có cản trở thầy đâu. Bụng dạ tôi đối với mình như thế nào mình cũng hiểu mà. Chỉ tại tôi quá lo cho mình nên mới quan tâm để ý. Tôi theo dõi mình từng cử chỉ, nên hễ mình cười nói hân hoan thì lòng tôi rộn ràng sung sướng. Còn mình ủ dột khéo xào thì lòng tôi bức rứt xuống sang. Dường như ai dò xe ruột gan mình, cũng bởi tại tôi là kẻ đa tình. Sợ ánh đèn đốt cháy cánh hiu thân, mình là mật ngọt hương hoa, còn tôi quá thân hồ điệp. Kề cận bên thân ngà, thỏa nguyện ước dòng bấy lâu, tôi hằng ôm ấp trong tim. Tình yêu tôi trọn cho mình, cùng
thần xác nhúc nhằn, mình lặng thinh là để nghiền ngẫm lời tôi thiết tha, mà cảm nhận cái tình chân thật. Hay mình đang tìm một lối đi rồi bỏ rơi, tôi đang đứng trên bờ vực thăm đau buồn. Nếu như mình xem tình tôi mong tựa cánh chuồng, thì tôi chỉ còn biết ngủ nỗi sầu trọn kiếp, mặc cho xác thân này một xưa thôi tha, mặc cho thế gian lắm tiếng dèm pha, bởi vô dụng mới bị người phủ bỏ. Đáng đời cho tôi không biết thân hèn mọn, mơ mộng áo quyền hay sao trời ấp ủ. Đó gặp thầy rồi hiểu qua thân thế, tôi cũng ngại ngùng mà không dám giao tình. Tôi biết mình chê tôi chỉ là chân thơ ký hạng mu, không xứng chi để mình gửi thân vàng ngọc. Nhưng tôi cương quyết đeo đuổi mình không nản chí, miễn được cùng mình chung sống bên nhau. Tôi là gái phong sương, là đời buông hương bao gầy cuốc duyên tình. Tôi nào dám chê mà phủ rầy ân tình, xin thầy đừng tuổi phận kém thua thiên hạ, họ chỉ hơn thầy ở địa vị trong xã hội mà thôi. Chớ biết đâu cái tình của họ kém xa, họ chỉ xem tôi là chỗ mua vui trong khoảnh khắc, chớ đâu biết thương một cành hồng tới tả vì hoàn cảnh chịu dấp nhồi trong những cuộc mua vui. Mình hiểu được tôi thì tôi cũng phải trân trọng mình hơn nữa. Dù tôi không sánh bằng thầy Thông, thầy Ký hay ông Đốc Tờ hoặc cậu kỹ sư, nhưng mình yên lòng đừng sợ đừng lo. Tôi hứa không để cho mình thiếu thốn. Mình à, dù có phải dãi dầu mưa nắng, gò lưng cả ngày trên chiếc xe đạp cũng cam tâm. Miễn thấy mình vui, mình ở cạnh bên tôi là tôi mãn nguyện, vì chữ tình đã tròn. Đôi ta như rượu với nem, đang say ngây ngất ai dèm chớ xa. Tình tôi đầy ắp thiết tha, khó khăn không đổi, phong ba không dời. Thầy chiếu cố đến tôi
thì lẽ đâu tôi lại phụ thầy. Vậy là nãy giờ mình thử tôi hả? Mình làm tôi hết hồn à. Mình thiệt là rắn mắt à. Ai đâu? Chị hai. Lân. Chị hai. Trời ơi, dữ ác không? Đi đâu mà biệt tích 12 năm vậy? Chị trông đợi hết sức cơ mà mới thấy em về. Chị tưởng em đã chết rồi chứ. Lân ơi. Chị hai. Em chưa chết đâu chị. Phải. Em đi đến nay cũng mười mấy năm rồi. Em đi biệt mất. Ở nhà má nhớ em. Má buồn rầu hoài à. Tới mất chết mà cũng thấy em về nữa. Em hay rồi chị à. Má chết hơn năm. Ủa sao mà em hay? Em về dưới sớm mồng gà mấy bữa rài. Bà con ở dưới thuộc hết chuyện nhà cho em nghe, không sót chỗ nào hết á. Em có đi giếng mã của má nữa, chỉ để má nằm gần tía thì tiện lắm. Ai đông đu cho tôi không? Nếu không dọn ra khỏi đây, dọn liền đi. Hôm qua tôi xin anh cho tôi quẩn lại một tuần, rồi tôi mới có tiền để trả cho anh. Anh làm ơn đi mà. Không dọn thì tôi dọn à? Dọn, dọn đồ đi. Ơi, tôi xin mà đừng mà. Má ơi, ông trời già ông dữ quá. À. Ừ, dọn đi, ơi. Dọn đồ đi. Đừng mà, tôi xin ông. Buông ra, buông ra. Sao ép người quá đáng vậy? Mình giàu sao không biết thương người nghèo chứ? Thương họ ai thương mình? Ai bị họ chiêu nơ dài nên không họ cho ở đây nữa. Nếu thầy không cho dọn thì tôi mời ông Trương tòa lại đuôi. Phải chịu sao phí nữa đó. Nói cho mà biết. Để tôi trả cho. Ông cha ha. Còn thiếu bao nhiêu nữa mà ào ào vậy? 4 đồng nữa. Trả đây. Dữ không? Đưa biên lai đây. Đưa tiền. Chị hai à, chị ngồi đi. Đặng em hỏi thăm một chút. Chị được mấy cháu rồi? Chị được 2 cháu. Nhưng mà chị sanh đôi, một trai một gái. Đứa trai thì đi học chưa có về. Còn nhỏ này là em của nó đó. Chị hai à. Ừ. Chị nghèo lắm sao á mà không có tiền trả tiền nhà vậy? Vậy mà lúc em ở dưới á, họ nói ảnh làm việc ăn lương lớn lắm. Ăn lương lớn thiệt đó chứ. 1 tháng tới 80 lận. Vậy mà sao chị ở phố có mấy đồng bạc một tháng mà trả cũng không nổi nữa? Lại để cho họ đến nặng nhẹ chị như vậy. Việc nhà của chị buồn lắm em ơi. Cha sắp nhỏ, mê vợ bé. Bỏ mẹ con chị mấy tháng nay bơ vơ. Có cho bạc tiền gì nữa đâu. Chị phải mai mướn kiếm tiền nuôi con. Bởi vậy mới thiếu trước gục sau vậy nè. Phải, anh hai là thầy giáo Bính, hồi trước dạy ở trường Cần Giuộc đó phải không chị? Ừ. Mà thầy đổi xuống dạy trường ở chợ Trạm rồi mới cưới chị. Ủa mà sao em biết?
thì em nghe ở dưới họ nói. Mà hồi đó đó, em cũng có thấy một vài lần. Chuyện nhà thì em hiểu chút ít rồi. Còn chị, sao mà gặp anh hai vậy? Hình như là ảnh lớn tuổi hơn chị bộ không à? Ừ, phải á. Lớn hơn chị 10 tuổi hơn á chứ. Hồi đó đó, chị đi bán bánh ở trên chợ Cần Giuộc. Hễ thấy gặp là thì cứ theo chọc ghẹo chị hoài ha. Thấy biết ý của Dượng ưa uống rượu nên mua rượu lên mà dụ Dượng gả chị cho thầy. Thì em cũng biết rồi đó, Dượng mê rượu lắm. Mà nhất là mê 50 đồng bạc của thầy đem lên xin làm lễ cưới. Nên Dượng ép mà gả nhầu chị cho thầy. Ủa, ép làm sao được? Dượng có quyền gì mà ép chứ. Vậy còn má, má không chống cự hay sao mà Dượng gả bướng chị vậy? Má buồn vì chuyện em nên má xui xì. Chỉ có than phiền với má thì má nói má cũng muốn cho con được tháo củi sầu lòng để con yên phận. Thôi hãy nghe lời Dượng đi lấy chồng. Má đã nói vậy rồi thì chỉ đành nhắm mắt đưa chân. Nếu vậy thì trong 12 năm nay thân của chị khổ sở đắng cay. Anh năng chơi mèo mỡ bạc bài không đói hoài đến giờ con. Dù là có tin vô trắng nhưng từ khi thầy cưới chị về không còn liêu lòng chơi bời. Đi dạy rồi về nhà với vợ con má đau thầy lo chạy thương. Má mất thầy chôn cất đàng hoàng. Nhưng từ khi lên trên này thì nghĩa tình đã lớn phai. Ảnh làm ở sở nào vậy chị? Làm thơ ký hãng rượu ở đường Catina gì đó. Rồi thầy lãnh phần đi đòi tiền. Bởi vậy mỗi ngày cứ ôm to rồi cởi xe đạp đi hoài à. Ít ở tại hãng lắm. Anh hai ở với chị mười mấy năm cũng tử tế quá chứ. Có con trai, con gái đủ hết. Bây giờ đã lớn tuổi rồi, sao lại sanh sứa? Có vợ bé rồi bỏ chị nữa. Đàn ông mà em, đàn ông đến hồi biểu dục biết đâu mà ngăn ngừa. Cũng tại có tánh ưa chơi bời, rồi lên Sài Gòn nè hơn một năm nay, cái tánh cũ tự nhiên phải trỗi dậy. Chị thấy thầy đi làm cực khổ nên để cho thầy thông thả mà chơi với anh em. Tuy là chơi mà thầy cũng lo cho vợ con đàng hoàng lắm. Mà cách đây 5-6 tháng trước thầy gặp con hai Cần Giuộc, rồi thầy mê mết, thầy mới bỏ vợ con hết. Con hai Cần Giuộc là con gì? Chị có biết đâu, nghe người ta nói vậy thì hay vậy à, chứ chị có thấy mặt nó đâu mà biết. Ảnh mê như vậy thì ảnh đã bỏ đứt chị rồi còn gì. Chị phải lo cái thân của chị chứ. Chứ chị sống vậy sao được. Lân à, còn phận em, đi mấy năm nay em ở đâu? Có vợ con gì chưa hả Lân? Em hả? Ừ. Em thì ở nhiều chỗ lắm. Mắc lo làm ăn vùi đầu có rảnh đâu mà tính tới cái chuyện vợ con. Ngày em ra đi á, em có giái linh hồn của tía. Xin tía phò hộ cho em làm ăn khá giả, để em rước má cùng chị về chung hưởng với em. Bây giờ em đủ sức nuôi má và chị trọn đời.
chẳng dè về rước má thì má đã mất rồi. Thiệt em tức lắm á. Mười mấy năm nay em hết sức lo làm cho có tiền, chừng có tiền rồi kẻ chết mất, người thì siêu lạc. Vậy thì có tiền có ích gì đâu chị. Bây giờ em ở đâu vậy Lân? Em ở trên lèo á. Dữ không? Ở chị tới trển lận. Chỗ nào làm ăn được á thì mình đi, chứ phải đi chơi đâu mà lựa chọn chứ. Ngày em giả từ chị tại cần vụ có mà đi thì em lên Sài Gòn. Ở đó mấy bữa em coi có thể kiếm công việc làm không, em mới thả xuống Mỹ Tho. Xuống đó em thấy có nhiều chiếc tàu đi Nam Giang đậu, em mới thả xuống cầu tàu mà coi chơi. Nào ngờ có ông Tây, ông thấy em ông liền hỏi em có chịu theo ông về làm bồi. Gặp dịp may em đâu thể bỏ qua chị. Từ đó lên đơn trên mặt điện hồ, tàu lên Nam Giang rồi trở xuống Sài Gòn như đi chợ. Em biết tiếng Tây nên ăn lương được 6 đồng, thấy ông thương em nên xin mua chút đỉnh đồ. Chở từ Sài Gòn mà đem bán trên Nam Giang, rồi mua đồ cho Nam Giang đem về Sài Gòn bán lại. Em làm như vậy mà té lời nhiều, bởi vì đồ em chở khỏi tốn tiền tàu. Nhờ như vậy vốn càng ngày càng cao. 3 năm sau ông cò tay về nước, ông khác thế vô em không được mua hàng. Buồn trong lòng em mới xin thôi. Lúc đó em có dư được vài 300 đồng, em mới mướn phố trên Nam Giang mà lập tiệm bán rượu lẻ để có kiếm lời. Nhưng thổ dân họ không thích rượu Tây nước ngoài, buôn bán khó kiếm lời nên định chuyển hướng làm ăn. Nên em mới tìm người mà sang tiệm, em lấy rẻ 100 đồng bạc, rồi theo người ta lên lèo kiếm sống. Gặp vận may ông trời đã giúp em. Ở trên bây giờ em làm ăn chuyện gì? Em nuôi bò, bán nhà hàng, việc làm không hở tay. Vậy là em giàu có lắm rồi, nên mới trở về thăm lại cô hương. Em về dưới Mộng Gà gần 10 bữa. Ở chợ trạm Cần Duộc á, có nhiều người biết chỗ anh hai ở, họ chỉ chừng cho em, nhờ vậy mới biết chị ở đây mà tìm đến đó chứ. Thấy gặp người quen ở dưới là thấy mời về nhà chơi để hỏi thăm mồ mả của tía má và gửi gắm cho họ coi sóc. Người có tình nghĩa như vậy mà sao. Chị hai à. Hả? Em có kêu thợ đặt họ làm mã cho tía má. Em đặt mã đá xanh á, họ có làm tờ giao kèo với em chắc chắn lắm. Hứa qua sang năm đến ngày Thanh Minh họ sẽ trở lên mà dựng bia mộ cho tía má. Hay mèn ơi, em có đặt làm mã nữa hen. Dạ. Vậy em đặt bao nhiêu tiền vậy? 2 cái 1,200 đó chị. Trời ơi, dữ không? Vì ở xa nên em cho họ lãnh trước 800. Có người bảo kiết chắc chắn. Chừng khép mã xong á, em sẽ về chồng thêm 400 cho đủ số. Chị hai. Hả? Khi ra đi á, em có giái linh hồn của tía phù hộ cho em làm ăn khá. Nay em khá rồi nên em phải lo mà trả thảo cho cha mẹ chứ. Đúng rồi đó. Em ở như vậy thì phải lắm. Chắc tía với má sẽ phù hộ cho em khá thêm nữa hen. Lân à, năm nay em đã 30 ngoài rồi, mà em cũng làm ăn khá rồi hen. Vì sao không có tính chuyện vợ con như người ta đi?
Em về đây thì em cũng có ý đó. Em nói thiệt với chị, hồi nhỏ em có tình với cô Thinh. Cô Thinh là con của Ban Điền ở chợ Cần Duộc á. Vậy hen. Em có thề nguyền, chừng nào làm ăn khá em sẽ trở về cưới cổ. Mà cổ cũng có hứa là ở nhà chờ em nữa. Bữa em đi, cổ có cho em 3 đồng bạc và 1 chiếc đồng. Nhờ số tiền ấy mà em mới xuống được Mỹ Tho. Nay em về là tỉnh cưới cô Thinh, rồi đem cô lên lèo mà rước chị má cùng theo. Cả nhà mình sum hiệp với nhau, chẳng dè em về đến nơi hỏi thăm biết cô đã bỏ nhà. Vì cha mẹ ép uổng duyên tình, cô đi mất biển đã nhiều năm. Con của Ban Điền là cô Thinh, hồi đó dưới quê chị có thấy qua rồi. Mấy năm ngồi chợ ban bánh chị gặp hoài, con nhỏ cũng đẹp người và dễ thương. Vậy từ ngày chị lên ở đây, chỉ có gặp cô được lần nào. Có người nói năm ngoái thấy cô ở Sài Gòn, nhưng họ không biết nhà ở đâu. Nếu cô có lên sông ở đây, nhưng cách xa cũng mấy năm rồi, chắc cô cũng đã thay đổi nhiều. Nếu gặp chị cũng không làm sao nhớ. Lân à, chim trời ca nước, biết cổ phương nào mà em tìm đây. Dù cổ ở nơi đâu, em cũng quyết tìm cho ra. Nè, bữa nay đi chơi đi, đừng có làm nữa, tính toán hoài mệt lắm. Tôi phải làm cho rồi 3 cái toa nợ của khách hàng nè. Thôi mà, làm cái gì mà làm, bỏ đó đi. Mình đi vô trường đua coi đua ngựa chơi, rồi tối mình đến đại thế giới coi đổ tài xỉu nghe. Đi chơi hoài bộ mình không chán sao? Ở nhà hoài buồn thấy mồ à. Thầy á, thầy nhốt tôi trong nhà như nhốt chim trong lòng vậy đó. Rồi thầy đi tối ngày, tôi ở nhà mình thiệt là tôi khổ lắm thầy biết không. Cái hồi mình vừa quen nhau thì tôi nói tôi ăn sai rất sang. Thầy thương tôi thì phải chịu ý chứ, cớ sao nay lại quên lời. Thầy hết thương thì nói đại cho rồi, để tôi tính vẹn vẽ cho thầy. Từ nay thôi khỏi ngó ngàng đến tôi. Mình đừng có giận mà nói cái chuyện chia lìa đó. Tại thầy như vậy mà biểu tôi không nói sao được. Mình, tôi thương mình lắm, cũng vì thương mình nên tôi mới chịu cực mà cởi xe đi cả ngày ngoài đường phố. Tôi không ngại nắng mưa, miễn sao có bạc để lo cho mình. Vậy mà mình không biết thương tôi, mình còn làm cho nhọc lòng tôi. Gia đình bỏ mặt không đói hoài, đến vợ già con đôi khi lòng cũng xót xa. Tôi đâu có bắt thầy bỏ vợ để cùng tôi riêng hưởng ân tình, mà thầy nói giọng bất bình. Tôi là người dài dáng gió sương, một thời bán phấn buôn hương. Thầy gặp tôi như khách qua đường, hả hê rồi cũng phải chán chường. Tôi thương mình là cái tình chân thật, không bao giờ nghĩ chuyện rời xa.
thầy nói thiệt lòng mình không? Thiệt gì đó? Cái lần đầu gặp mình là tôi bị mình cướp mất hồn tôi rồi. Tôi không hiểu đó có phải là cái nợ mà tôi phải trả cho mình hay không. Nếu tôi là nợ mà thầy phải trả thì vợ con của thầy ở nhà, không lẽ thầy đã hết nợ với họ rồi hay sao? Tôi cũng không biết nữa. Mà thôi, đừng có nói ba cái chuyện này nữa. Bây giờ muốn đi đâu chơi nè? Thôi, bây giờ không có muốn đi nữa. Bộ mình giận tôi hả? Mình cứ nhõng nhẽo hoài, thiệt là cực thân tôi quá à. Ai biểu? Ai biểu thầy ham có vợ bé làm chi? Ai biểu thầy ham có vợ nhỏ tuổi làm chi cho cực lòng? Rồi bây giờ thầy than trách. Thì đó, tại tôi đèo bồng nên mới đa mang, mới khổ nè. Vậy thì thầy phải ráng mà chịu, chứ đừng có than khổ nữa. Thầy cứ than thở hoài, tôi phiền lắm chứ. Giống như là tại tôi đem đến cái khổ cho thầy vậy đó. Tự tôi thôi. Tôi muốn mình về ở với tôi, chỉ một mình tôi thôi. Mình đã chiều theo ý tôi mà bỏ tất cả, thì dù tôi có cực khổ hay ra làm sao nữa, tôi cũng phải ráng mà lo cho mình. Miễn là mình đừng có phụ tôi. Anh hai đi học về. Nè, cậu ba con đó. Thưa cậu ba đi. Thưa cậu ba. Coi bộ nó giống ảnh dữ à. Còn con nhỏ này nó giống chị á. Cậu là cậu ba, là em ruột của má cháu đó, biết không? Cậu là em ruột của má. Sao từ đó tới giờ con không thấy cậu? Cậu lưu lạc ở xa lắm. Cậu đi từ hồi nhỏ, má cháu chưa có lấy chồng. Đến nay mười mấy năm rồi, cậu mới trở về tìm má con. Cậu ba ở đâu lận? Cậu ở trên lèo á. À, lèo còn gọi là Ai Lao đó. Con học địa dư cho nên con biết. Giỏi quá. Hai đứa lại đây. Cậu cho mỗi đứa hai cắt. Hai đứa dắt nhau đi mua bánh đi. Cảm ơn cậu. Lân à, cũng 10 giờ rồi. Thôi em ở nhà chơi, để chị đi chợ mua đồ về nấu cơm cho em ăn nha. Xin chị đừng lo, em không ăn cơm đâu, em phải đi gấp. Lên đây thì ở đây mà nghỉ, chứ đi đâu? Em có mướn phòng ở ngoài khách sạn á. Chị hai, công việc làm ăn của em ở trên lèo bề bộn lắm. Em tìm được chị rồi, bây giờ em phải đi kiếm cô Thinh cho gặp. Hãy kiếm được rồi thì em sẽ trở lên lèo liền. Em sợ không có giờ rảnh rỗi để vô nói chuyện lâu với chị được. Vậy em xin hỏi chị điều này, xin chị trả lời em. Chị có chồng mà bây giờ bị chồng bỏ, vậy chị có chịu theo em lên lèo? Em sẽ nuôi chị trọn đời để chị no ấm. Đi với em rồi sắp nhỏ làm sao? Thì chị đem chúng nó đi theo. Cháu em thì em phải nuôi dưỡng, thân chị bơ vơ khổ sở lắm rồi. Chị dứt khoát đi chị hai, chị đừng do dự nữa. Lân à, bề nào cha con nó cũng thương nhau. Nếu dắt đi xa tình phụ tử đoạn lìa. Nhưng anh bỏ mẹ con chị mấy tháng nay rồi, không đói hoài tiền bạc cũng chẳng cho. Thì anh có còn nhớ đến ai đâu, chỉ còn trông mong nơi anh làm gì. Dứt bỏ cho rồi, đừng tiếc đừng thương. Lân à, vợ chồng ăn ở với nhau đã mười mấy năm rồi, có tới hai mặt con lận, không thương sao được hả em? Anh bỏ chị
thì chị bỏ ảnh, có lỗi gì đâu. Hồi má đau, cha sắp nhỏ lo thuốc men, chừng mà má mất á, cũng một tay chôn cất. Cái ơn ấy chị không thể nào quên được. Dù bây giờ thầy có phụ bạc chị, chị cũng không nỡ đổi lòng đâu em. Chị nói anh hai, anh theo ở với vợ bé, vậy mà chị có biết chỗ ở đó không? À, thì nghe nói họ ở dãy phố sau lưng chợ Tân Định, như là số nhà 415, đường Văn Con. Họ nói vậy thì chị hay vậy à, chứ chị có đến đó làm chi mà biết. Chị hai à, chị còn thương ảnh quá, nên em không có nỡ ép chị đi theo em. Vậy em sẽ ráng hết sức mình để gỡ rối cho chị, rồi em trở lên lèo. À, đây nè, chị cầm đỡ chút đỉnh tiền đi, đặng lo mai quần áo cho chị với sắp nhỏ bận cho nó lành lẽ. Thế nào trước khi em lên lèo á, em cũng trở vô đây mà từ giã chị. Vậy chị hãy suy nghĩ lại cho kỹ lưỡng coi có nên đi theo em hay không. Như chị bằng lòng á thì chị sửa soạn cho sẵn đi, rồi chừng em trở vô á thì em dắt chị và sắp nhỏ đi luôn. Cậu ba phải trở lại để mà từ giã mà đi chứ. Hồi sáng cậu ba cho mỗi đứa hai cắc, con với con Lý ăn hết 2 đồng xu xôi với lại 2 đồng xu cà rem. Bây giờ con còn 1 cắc 6, con Lý nó còn nguyên 2 cắc, để con gửi má tức giùm, rồi không thẳng má phát lại cho tụi con ăn bánh. Lý, đưa 2 cắc của em cho má cất đi, em lộn trong lưng rớt mất đó. Dạ ba về kìa Lý. Ba về, ba về. Vàng ra coi làm có giống gì vậy, nắm lắm dơ áo hết còn gì. Ba la em kìa. Ba đi đâu quá lâu ba không về vậy? Con muốn đi đón ba mà má không có cho. Đón làm gì, lộn xộn không à? Tôi cũng biết như vậy chứ, bởi ghét tôi nên mình không có thèm về nhà nữa. Mình chán mình chê nên mình không màng đến. Vì cái nghĩa đã phai, cái tình đã lợt, cho nên mình mới đổi giả thay. Tôi là phận gái nhà quê thô kệch hơn người, nên tôi cam phận mặc cho chồng rẻ rúng. Chồng hết thương rồi thì đã hết nợ với nhau, nhưng mà phận tôi thì bỏ đã đành. Còn 2 đứa nhỏ là con của mình, nó đâu có tội. Sao mình cũng ghét mà nỡ bỏ đi biển biệt. Gần tháng nay mình mới bước chân về. Mình muốn làm gì thì cứ làm, nhưng mình cũng nghĩ lại mà thương 2 đứa nhỏ chứ. Mình tệ chi lắm vậy, gần 2 tháng nay mình không có cho được 1 đồng xu nhỏ. Làm sao mà nuôi con đây chứ, thiếu tiền phố, chà chà nó tới nó mắng chửi quăng đồ ra đường nữa. Đó, mình thấy tôi khổ như vậy không? Mình không nghĩ không thương tôi và con sao? Thiệt là số của tôi phải đai mang cái khổ,
nên đeo cái gông do chính tự tôi trồng. Ai biểu ngày xưa tôi đã phải lòng với mình rồi, tôi quyết tâm đi cưới để bỏ buộc cuộc đời không còn được tự do. Mình bày ra chuyện để cưới cho được tôi, bây giờ hối hận lại cho là nông nổi. Phải mà, khi thương thì trái âu cũng tròn, đến khi đã chán trách sao đã làm. Thì vậy chứ sao, nếu không thì tôi đâu có bị phiền phức. Thế thay mặt thì cứ hỏi tiền, chứ không có biết hỏi cái gì khác hết. Không có tiền thì làm sao mà mẹ con tôi sống? Lớp trả tiền nhà, lớp mua gạo, nước mắm, dầu hôi. Mấy tháng nay ngồi mai suốt ngày đêm, không đủ để nuôi con, thiếu tiền phố chà già nó đến mắng chửi. Mình ăn lương một tháng đến 80 đồng bạc, chứ phải chia mình cho mẹ con tôi được 15 đồng thì tôi cũng đỡ phải lo. Tôi trả tiền phố 6 đồng, còn 9 đồng mua thịt cá cho con nó ăn. Thì tôi đâu có dám làm cho mình phiền nhân. Tôi nhìn thấy con thiệt là đứt ruột, quần áo giá nhiều nơi sắp mang lưới mang dài. Có bữa thằng Khoa đi học những đói về ăn cơm, con Ly muốn ăn bánh cũng không có tiền cho nó. Mình có ở nhà đâu mà mình thấy được cái cảnh khốn cùng của mẹ con tôi. Thôi đừng có cằn nhằn nữa, tôi nhức đầu lắm, tôi sắp chết rồi đây nè, mình có biết không? Vậy em à, con biết có phải căn nhà này là nhà của thầy Hai Bính làm việc trong hãng rượu dưới đường Katina hay không? À, dạ phải, nhưng mà anh hỏi gì vậy? À, không biết có phải thầy Hai đó bây giờ làm bạn với cô Hai Cần Duột hay không? Phải, nhưng mà anh hỏi làm chi? Tôi là người bán ngựa, nghe nói thầy với cô hay đi trường đua, nên tôi hỏi coi thầy với cô có muốn nuôi ngựa đua thì tôi sẽ bán cho. Ngựa của tôi hay lắm, không biết thầy có ở nhà hay không. Trời ơi, cái anh này gà mờ quá. Giờ này là giờ làm việc, làm sao mà thầy có ở nhà chứ? Còn cô, có ở nhà hay không em? Cô thì có, đang ngủ trưa mới thức dậy á. Em lấy một đồng bạc này nè, uống nước. Làm ơn vô thưa với cô rằng có người quen ở Tà Keo bán ngựa đua, Muốn xin phép nói chuyện với cô một chút. Anh làm ơn đi mau mau đi, nếu mà tôi bán được ngựa đó, tôi sẽ cho thêm tiền. À, anh bước vô đây đi, anh đứng đây anh chờ tôi một chút nha. Ê anh, cô tôi biểu anh vô kìa. Nè, anh bán ngựa gì vậy? Té ra cô Hai Cần Duột này là em Kinh. Đua hay là ngựa xe vậy? Thưa, ngựa đua. Mà ai nói với anh tôi muốn mua ngựa đua mà anh đến đây hỏi vậy? Tôi hỏi thăm họ chỉ. Ở không rồi buồn,
nên tôi thường hay có lên trường đua chơi. Ủa, mà tôi có tính mua ngựa đua bao giờ đâu. Có một căn nhà nuôi ngựa làm sao được. Mà nè, anh ở đâu mà đi bán ngựa vậy? Tôi ở trên Nam Giang. Sao hồi nãy anh nói với thằng Bồi là ở Tà Keo? Thưa, tôi ở Tà Keo. Ở Nam Giang hay là ở Tà Keo? Ở chỗ nào thì một chỗ thôi chứ. Không lẽ anh ở hết hai chỗ sao? Thưa cô, nhà tôi ở Nam Giang, còn ngựa của tôi, ngựa của tôi thì nuôi ở Tà Keo á. Ủa vậy hả? Mà ngựa của anh hay không? Thưa hay, ngựa tôi là ngựa tốt mà. Anh đem xuống đây được mấy con? Tôi muốn coi thử được không? Thưa như vậy thì chưa được, vì tôi chưa đem ngựa xuống đây. Ủa, anh nói gì nghe sao mà lạ quá. Ngựa anh để ở trển mà anh đi bán. Vậy bán cho ai, bán cái nỗi gì? Muốn bán thì phải đem xuống dưới này cho người ta coi tướng coi giò. Vừa ý rồi á thì họ mới mua chứ. Thưa cô, tôi xuống giò trước, thế có ai bằng lòng á, tôi trở về trển chở xuống liền. Mua ngựa vẽ bóng vẽ hình như vậy thì ai mà mua. Thôi thôi, tôi không có mua đâu. Anh đi kiếm chỗ khác mà bán đi. Anh đừng có buồn, đem ngựa xuống đây tôi coi coi, rồi tôi đốc cô tôi mua cho. Bán được ngựa nhớ chia tôi thêm tiền nghe. Tôi sẽ đem xuống, không biết thầy chịu mua hay không nữa. Mua hay không là do nơi cô tôi, không phải thầy đâu anh hỏi. Cũng phải có thầy chịu mới được chứ. Không biết thầy đi làm việc chừng nào thầy mới về hả em? Ngoài 6 giờ tối thầy mới về. Cảm ơn em nhiều. Thôi tôi đi. Về sớm dữ vậy? Mới có 3 giờ rưỡi hà mà về sao? À, chắc là về rình, coi ở nhà tôi có rước khách nào hay không chứ gì. Phải vậy không? Tôi đi đòi tiền trên Phú Nhuận về. Thừa dịp đi ngang qua đây nên tôi ghé nghỉ một chút. Chứ rình cái gì mà rình không biết nữa. Ờ, phải thầy về sớm chừng nửa giờ đồng hồ thì thầy sẽ gặp một người khách ngộ lắm đó. Khách nào? Khách ở Nam Giang. Mình có quen tới trên Nam Giang lận hả? Ở đâu mà tôi lại không quen. Thôi, nói chơi với thầy, chứ có quen với ai trên Nam Giang đâu. Mà hồi nãy có một người lại hỏi muốn mua ngựa đua không. Họ nói họ ở Nam Giang. Chứ chi có thầy ở nhà, tôi đốc thầy mua vài con cho tôi nuôi chơi. Ngựa miệt trển nó hay lắm. Mùa năm ngoái xuống mấy con đều an toàn hết trơn à. Thôi đi, mình bài tới cái chuyện đó tôi càng chết mau hơn nữa. Giống gì mà chết chứ. Chưa có ngựa mà tuần nào mình cũng thua đôi 30 đồng. Tôi xấu mình mà chẳng có ai hay. Mình làm chủ ngựa, mình đánh cá bạc ngàn bạc muôn. Tiền ở đâu tôi chạy đủ cho mình xài. Làm chủ ngựa, mình đánh cá mới chắc ăn hơn họ. Có sao đâu mà thầy lo sợ. Mình nói như chuyện giỡn chơi, đánh bạc mà chắc ăn cay giống gì. Phải chắc ăn như vậy thì thiên hạ khỏi uống thuốc độc, già đâu thắt cổ.
thọ chết sắp lớp sắp hàng, bao đăng mỗi ngày nhan nhản trước mắt. Mình không thấy sao mà lại đưa chồng vào cô. Vậy thì thôi, tôi không mua ngựa đua, tôi xin 200 đồng, thầy có hay chưa? 200 đồng? Làm giống gì mà nhiều dữ vậy? Thầy quên rồi hả? Hôm trước tôi xin thầy để trả tiền may quần áo đó, nhớ không? Vậy mà quên chứ. Như có thì đưa cho tôi, đặng chiều nay tôi đi lấy áo. Tôi hẹn với tiệm may á, tôi lấy bữa hôm qua lận á. Từ sớm mơi tới giờ đi đòi mới được có 20 đồng đó. Có 20 đồng bạc à, mà làm cái giống gì? Tôi đặt 4 bộ hết 80 mấy đồng rồi, mà có 20 đồng thì lấy đồ sao được? Tôi biết mà, thầy không còn thương tôi nữa. Tôi không dè cái thân của tôi bây giờ lại giống như ăn mày vậy, đi xin xỏ thầy từng đồng bạc. Cái thân tôi giờ nó khốn nạn lắm mà. Sao mình lại nói như vậy? Tôi không thương mình mà tôi bỏ vợ bỏ con. Gần nửa năm nay để tôi theo mà ở cạnh bên mình, mặc cho vợ con thiêu thương chẳng màng. Bất kể lương tâm ngày đêm đã lên tiếng gọi, tâm sự não nề mà mình nào biết nào hay. Sợ bể tù mình biết hay không? Thầy thương tôi, rồi bây giờ thầy ăn năn hay sao? Nói chuyện mà nghe, chứ ăn năn giống gì không biết. Thầy nhớ lại đi, hồi đó tôi có nói trước mà, là tôi ăn xài dữ lắm. Thầy làm việc lương bổng không có bao nhiêu, lại có vợ con. Tôi sợ thầy làm bạn với tôi thầy chịu không nổi. Mà thầy thì nói bốc, là thầy nói thầy đủ sức nuôi tôi, thầy nói thầy sẽ dọn nhà cho tôi ở. Thầy còn nhớ không? Nhớ chứ. Nhớ, nhớ mà sao bây giờ thầy than? Tại lúc này tôi kiếm tiền không được. Thầy kiếm tiền không được, sao bữa hổm tôi xin 200 thầy ừ, làm cho tôi đặt đồ may lỡ rồi. Bây giờ tôi biết làm sao đây?
để thủng thẳng ít bữa coi. Thủng thẳng sao được? Tôi hẹn với người ta là ngày hôm qua tôi lấy đồ. Nếu để trễ thì họ coi tôi ra cái gì nữa chứ. Thầy là ai? Thầy đến tìm ai? Tôi tìm cô Thinh. Em thật tình là không nhận ra anh sao? Mình cách mặt nhau đã mười mấy năm rồi, bây giờ mới được gặp lại. Em Thinh. Lời anh thề với em trước miễu bạn cần dù. Bây giờ anh trở về đây để làm tròn theo lời thề với em. Anh Lân. Trời ơi, sao bây giờ anh mới về? Mười mấy năm trời tuy có hơi lâu, nhưng anh vẫn tin rằng cuộc tái hợp vẫn còn chưa muộn. Anh Lân ơi, em tưởng đâu suốt kiếp này sẽ không còn gặp lại anh nữa. Lời thề xưa đã tan thành mây khói rồi. Mười mấy năm nay anh luôn nhớ tới em, kể cả lúc làm việc và trong lúc ngủ nữa. Em có biết không Thinh? Anh Lân, ý cái người hồi trưa đến có phải là anh không? Phải. Hồi trưa anh là người bán ngựa ở Tà Keo. Em thiệt tệ, không nhận ra anh nữa. Sao anh không chịu nhìn em lúc đó? Anh cũng đâu có ngờ là gặp được em. Vì bất ngờ quá anh bối rối, nên anh phải trở về ăn mặc lại cho nó đàng hoàng mới dám đến nhìn em. Anh Lân. Em Thinh. Anh nói như vậy là anh sợ em chê anh sao? Anh đừng có nói như vậy mà làm em đau lòng lắm. Anh Lân ơi, ngày anh đi em vừa tròn 17 tuổi. Mười mấy năm chất nắng tuổi đời, anh mới trở lại tìm em. Em không thể nào quên cái hình ảnh đưa tiễn ở bờ sông. Rồi anh đi mãi không về, em cứ đợi cứ mong. Sợ phai lời đã hẹn thề, làm sao lời thề trước kia. Bên miếu bà đã hẹn ước cùng em, anh vẫn đợi cái ngày hai đứa mình chung đôi. Anh vẫn sống một mình, hóa ra là em tệ với anh. Làm sao dám nhìn mặt anh? Lời thề xưa anh còn giữ vẹn, mà em thất hẹn quên lời. Lỗi tại nơi anh, cuộc sống cứ đổi dời, để em sống đời lên đơn. Em hư nhiều lắm, anh còn tìm em nữa mà chi? Em có xứng đáng làm vợ của anh nữa đâu mà anh tìm, anh kiếm. Thinh à, chuyện của em mười mấy năm nay anh cũng chẳng cần biết làm gì. Nay anh đã đủ sức nuôi em nên mới về mà rước em theo, cho đúng với lời thề của anh năm nào ở trước miễu bà đó.
anh càng nói em càng thêm hổ thẹn. Chứ chi anh đi mà anh có vợ, rồi bây giờ anh gặp em thì em đỡ xấu hổ hơn. Em khờ quá. Nếu đã có vợ rồi thì anh còn tìm kiếm em chi nữa chứ. Anh Lân, ngày anh đi em luôn nhớ thương chờ đợi, ra đứng ở bờ sông bên cạnh miễu bà mà đợi mà trông. Ngày lại tháng qua mà anh vẫn bật tin à, trong khi cha mẹ lại ép gả em, rối lòng rối dạ. Mướn mượn dòng nước gửi thân, nhưng vẫn dương người ở lại, nên đành phải bỏ xứ mà đi lên tận chốn đô thành. Đường Sài Gòn rộng thênh thang, bước chân em bỡ ngỡ chưa rành. Lúc ra đi hy vọng gặp anh cho trọn nguyện ước, nào ngờ cuộc đời lại rơi xuống dũng bùng nhớ. Lấm lem rồi cái thân con gái trắng trong, đâu còn mặt mũi trở về quê cũ. Sống cánh trong hờ giờ tạm, mười mấy năm qua đã dài dạng phong trần. Thì anh còn nhắc lời thề, anh mong cưới hỏi nữa mà chi, cho em buồn em tuổi. Tâm thân em nhuốc nhớ rồi, cho em nén lại đền bồi kiếp sau. Thình à, em phải trả cho anh kiếp này chứ không chờ kiếp sau. Không, không, không được đâu anh. Thình em, như vậy em làm sao sống bên anh cho trọn? Bởi những ám ảnh trong đời cứ luôn hiện hiện trước mắt em. Lần ơi, nếu thương em thì xin anh hãy quên em đi. Thình ơi, anh đâu thể quên em, thề xưa còn trong tâm tưởng. Bao tháng năm vẫn dương người thương luôn ở bên anh. Giờ đôi mình gặp nhau, đành sao em trời mới xóa hết chuyện ngày qua mà làm lại cuộc đời. Anh vẫn nuôi mãi ước thề ngày xưa mà quyết chẳng thay lời. Em vì hoàn cảnh mới bước qua con đường lầy lội, em biết đau lòng thì em đã hơn hẳn người ta. Gia đình để giữ chữ thủy chung, vì em muốn vẹn lời thề năm cũ. Hãy nghe anh quên đi, vì dáng chuyện ngày qua là cơn ác mộng trong đời. Ngày ra đi anh chỉ có ba cát bạc, em cho anh ba đồng bạc và chiếc đồng để hổ thân. Tình em luôn nặng bên lòng, nên anh vẫn giữ chiếc đồng của em. Anh còn giữ chiếc đồng của em à? Thinh, anh nhất định phải đưa chiếc đồng này vào tay em. Anh Lân! Thinh em! Anh đừng bỏ em mà đi nữa nghiêng. Khó khăn lắm mới gặp được nhau, nhất định
anh sẽ đưa em lên lèo ở với anh. Nhưng Thinh à, ở trên lèo thì có non cao rừng rậm, có sông cho mình câu cá nè, có trảng cho mình trồng rau, chứ không có nhiều chỗ vui chơi như chốn phù hoa đô hội này. Nên anh lo sợ em lên trển rồi em buồn, em không có ở được. Anh Lân, cái thân của em hiện nay như bỏ, anh không chê mà lại quyết vớt em lên khỏi vũng bùn, mà để em lên chỗ cao ráo. Anh còn kéo tấm màn để che cho khuất cái khoảng đời nhơ nhớp của em. Huống chi đôi ta đã trót thề nguyện, thì dầu anh có dắt em đi đến đâu em cũng vui hết á. Nói thiệt với em, hôm về cần vuột á, hay tin má anh chết, còn em á thì siêu lạc. Lúc ấy anh đau đớn lắm, vì ngót mười mấy năm anh đã nhọc trí cực thân, mà anh vẫn cắn răng chịu đựng, sống và làm việc quên ngủ quên ăn, để sau này chung hưởng bên nhau. Nhưng trong ba người thân thì đã mất hai, chỉ còn một. Nghĩ cái công cực khổ mấy năm qua thiệt chẳng có ý nghĩa chi. Lúc đó anh muốn chết cho rồi, nhưng mà nhớ lại còn chị hai, nên anh mới sống để mà tìm, và anh đã gặp được chị anh. Anh đã gặp chị hai, em cũng mừng thâm tình đoàn tụ. Cũng nhờ anh gặp được chị hai mà chúng mình mới gặp được nhau. Anh nói rõ ràng cho em hiểu vì sao mà gặp chị hai rồi thì anh mới gặp được em. Anh hỏi thiệt với em, em có biết thầy Bính là ai không em? Biết chứ sao không. Hồi đó thầy dạy ở trường Cần Giuốc. Nhưng mà em có biết thầy với gia đình anh có quan hệ gì không? Em không hiểu, có bà con với anh sao? Thầy Bính với chị hai là tình chồng vợ. Trời đất, em có ngờ đâu chính em là kẻ phá hoại. Phải đó, vì em mà mấy tháng nay chị hai sầu não biết bao. Trời ơi, em đâu có về, thiệt em có lỗi với chị hai quá. Vậy anh làm ơn dắt em lại nhà để em xin lỗi chị hai. Không anh... được, không được đâu. Chị hai không có biết em, còn anh hai á thì cũng không biết anh là ai. Vậy thì mình giấu luôn cho rồi, chứ lộ ra làm chi em. Anh nói vậy cũng phải. Bây giờ em theo anh ra khách sạn mà ở tạm đêm nay đi, sáng mai trở vô hỏi lại coi chị hai có chịu đi theo anh không. Nếu như chịu thì mình dắt chị hai cùng đi, còn như không chịu thì anh giả từ rồi hai đứa mình đi. Hễ mình đi rồi thì coi như xong chuyện mà. Chị hai không hiểu, chị khỏi phiền em nè. Còn anh hai không biết, anh khỏi quán anh nữa. Vậy thì đi liền cùng anh ngay bây giờ nghe em. Để em vào lấy hành lý đã. Bỏ hết đi, không cần đem theo gì cả. 6 giờ rồi, mình đi đi em, để anh hai về thì rắc rối lắm. Anh chờ em, để em để lại cho thầy vài chữ đã. Cảm ơn cái tình của thầy đã đối với tôi mấy tháng qua, nên tôi không nỡ ra đi mà không lời từ biệt. Chắc thầy phải hiểu, cảnh vợ tạm chồng hờ thì làm sao mà bền chặt cho được. Hôm nay giả biệt thầy, đường tôi bước, đường thầy đi. Chào thầy. Tại sao lại như vậy?
cô mày đi hồi nào? Tôi không biết, đi chợ về thấy cửa khóa, tôi tưởng là cô tôi đi ra phố như thường bữa chứ. Thiệt là khốn nạn quá, người như vậy mà quá tệ. Thưa thầy, hồi nãy có thầy đội sở cảnh sát đến tìm thầy á. Hả? Rồi rồi em nói sao? Tôi nói là thầy không có ở nhà, thầy đội nó thôi để về rồi thưa lại với ông cò viết rác mời thầy sẽ tiện hơn. Nói vậy em tìm được nó rồi hả? Em gặp nó ở đâu? Em đi tình cờ em gặp. Sao mà may dữ vậy? Mà nó có chịu theo em lên lèo không? Dạ chịu. Bởi vậy em không còn công chuyện gì nữa mà ở lại đây, nên em trở vô hỏi lại chị coi chị có chịu theo em hay không. Thì chị suy nghĩ kỹ mà trả lời cho em biết. Lân à, mình chỉ có hai chị em, cha mẹ đã mãn phần, trong thân tộc chị chỉ còn có một mình em. Nếu chị không thương em thì thương ai? Nên chị cũng muốn theo em. Cho thâm tình ruột thịt bên nhau, nhưng vì hoàn cảnh không thể dứt đi. Em nghĩ lại mà thương, bên nước 12 chỉ có liễu lường, trai chữ thủy chung chỉ không đành bỏ. Để cho em được nuôi chị mà bù đắp cái cơn vất vả bao ngày, chị luôn dành phần cay đắng nhường ngon ngọt cho em. Đời em giờ được sáng trong, nhìn chị lòng đông em xót xa lòng. Chị hãy cầm giùm em số tiền 1.000 đồng bạc, em xin để lại giúp chị nuôi con rồi em trở lên lèo. Và tấm danh thiếp của em ghi chỗ ở rõ ràng, lúc ngặt nghèo hoặc khi đau ốm, chỉ đừng ngại ngùng mà liên lạc cùng em. Lân ơi, chị em cách biệt nhau ngót đã mười mấy năm, vừa gặp lại chưa kịp vui mừng lại phải xa nhau rồi. Chị hai, em thương chị lắm nên ra đi vội vàng như vậy dường như là em vô tình quá. Nhưng xin chị hiểu giùm cho em, việc làm ăn của em quá đa đoan nên không thể ở lâu được nữa. Vậy chị ở dưới này mạnh giỏi, để qua sang năm đến mùa thanh minh á, thợ họ qua khép mã của tía má, rồi em về chị em mình sẽ gặp lại nhau. Việc nhà ở trển vắng em thì không có tiện, nên chị mới dám cầm em ở lại. Vậy khi nào em đi vậy em? Dạ khuya nay. Chị muốn trước khi về á, em dắt con ba vô đây cho chị em biết mặt nhau một chút rồi sẽ đi. Em phải mua đồ đạc, mà vợ em cũng cần sắm một số đồ nữa, nên sợ không rảnh mà vô nữa. Không lẽ em mua đồ tới tối ngày nay hay sao? Em nhín 1 giờ đồng hồ dắt nó vô đây cũng được mà. Vậy đi nghe, chiều dắt nó vô ăn cơm với chị hen. Chị hai à, em không dám hứa chắc,
Vậy chị đừng lo cơm nước gì hết á. Nếu tối rảnh á thì em dắt vợ vô thăm chị một chút rồi tụi em đi. À, cũng được. Nhớ dắt nó vô nghe em. Dạ. Thôi, em đi nghe chị. Ừ. Em làm gì? Ngồi buồn dữ vậy? Bộ nhớ ba hả? Dạ, em nhớ ba lắm nên em trông ba về. Hôm trước á, ba về em mừng rồi bị ba la đó. Cũng sợ sao còn ba trông ba về nữa. Em sợ chứ, nhưng mà em vẫn nhớ ba. Nên dù ba có rầy có mắng em vẫn cứ thương cứ đợi ba hoài. Học vậy anh hai, mỗi ngày ra đứng ngó mong chờ ba trước cửa mà không thấy về. Cơm chiều lạnh ngắn lạnh tanh, ba đi biển biển bỏ anh em mình. Ba con đã bỏ mẹ con mình rồi, hai đứa đừng có trông đợi nữa. Tại sao mà ba bỏ mẹ con mình vậy má? Hả má? Má cũng biết làm sao mà nói với hai con đây. Mà thôi, hai con còn nhỏ phải lo học hành, đừng có hỏi chuyện người lớn nữa. Làm sao bây giờ? Không làm gì hết á. Tụi con là con nít, không có được nói đến chuyện người lớn. Lo học hành cho thật giỏi, biết chưa? Dạ biết. Hai đứa qua ba biểu chút coi. Mấy tháng nay ba bỏ tụi con, vậy mà tụi con có giận ba không? Có ghét ba không? Nói thiệt đi, đừng có sợ. Dạ không. Hai con đừng giận ba nghe. Ba sắp chết đến nơi rồi. Hôm nay ba về đây là để nhìn mặt hai con đó. Nhìn hai con lần chót. Để rồi ba đi. Đi xa lắm. Ba đi rồi, bỏ má với tụi con sao? Ba đừng đi nữa, ở nhà với con nghe ba. Ba đâu muốn đi, nhưng mà không đi thì không được. Khoa, dắt em đi mua bánh ăn đi con. Dạ. Mình không muốn cho tôi gần mấy đứa nhỏ hay sao? Mình cần nói gì thì cứ nói với tôi. Chứ con nó còn nhỏ, sao mình lại gieo với những lời như vậy vào trí óc non nớt của nó? Xin lỗi mình, tại tôi rối trí quá. Trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái chết. Nên... Chuyện gì mà đòi chết? Không lẽ mình bị con hai cần duột nó đá mình rồi?
Rồi mình định đi đâu? Tính đi để bỏ dứt mẹ con tôi phải không? Phải. Hôm nay tôi về đây để từ biệt mình và hai con. Rồi tôi đi xa. Tôi đi xa lắm. Tôi phải ra khỏi cái thế gian này để trốn chạy cảnh tù đài nơi trần thế. Mình điên hay sao mà nói gì lạ vậy mình? Tôi không điên đâu, tôi còn tỉnh lắm. Còn tỉnh nên tôi mới biết mà trở về đấy để xin mình tha thứ. Tôi đã phụ bạc mình, không giữ lời tôi đã nói ngày xưa. Này mình có khinh ghét tôi cũng cam lòng mà chiều. Chỉ xin mình ráng nuôi con và dạy cho chúng nó được nên người hoàn hảo. Chớ đừng giống như tôi bạc tình bạc nghĩa, mới chuộng cũ vòng quên cái đào can thương. Tiền mất tật mang nên tôi đã cùng đường, chạy theo bóng sắc của kẻ buôn hương bán phân, quên hết lối về, quên câu muối mặn gừng cay. Để cho mình đói khổ với con nên trời mới hại thân tôi rơi xuống vực. Đời đã cùng tận nên người ta bội bạc, tôi còn lại tâm thân chờ lạnh nắng lao tù. Không lẽ mình ghen, mình giết người ta rồi phải không? Tôi không có giết người, mà tại tôi thâm lãm tiền của hãng cho họ xài sang, nên bây giờ tôi phải mắc nợ. Bây giờ thì chưa tính sổ, nên chuyện gian lận của tôi người ta chưa biết chưa hay. Vậy nếu họ hay thì mình ở tù chết còn gì? Phải. Cuối tháng này hãng sẽ lập sổ trung niên. Năm hết Tết đến, hãng xưởng đều kết toán. Chừng đó thì tôi phải nạp cho họ đủ số. Nhưng tôi đã xài thẩm của họ hết một phần tư. Trời ơi, tại mình sanh chân đi tìm vợ bé cho bị tốn hao, rồi họ bỏ rơi mình. Nếu như tôi biết của ngày nãy thì tuổi đâu cô bị cũng hay cần nhuộm nó gạt. Bởi không muốn bị tù đài xấu hổ nên tôi mới về mà từ biệt vợ con. Mình à, mình thiếu của hãng bao nhiêu vậy mình? Nhiều lắm. Tới 800 đồng lận. Tới 800 đồng lận hả mình? Khi nào tôi cũng chết, thôi để tôi đi. Dù chết bụi chết bờ cũng được, khỏi liên lụy đến vợ con. Thôi, từ biệt mình tôi đi. Khoan đã, mình chờ tôi một chút. Mình đây nè, mình lấy 800 đồng này mà đóng cho hãng đi. Để dây dưa họ biết thì ở tù chết, rồi bỏ mấy đứa nhỏ bơ vơ không có cha thì tội nghiệp lắm mình à. Lấy đi, mình lấy mà đi đóng cho hãng đi mình. Mình làm sao mà có số tiền lớn này? Của thằng em tôi, nó mới cho tôi hồi sáng đó. Mình nói tiền của em mình cho. Em là ai? Ở đâu? Tôi có thằng em thứ ba,
nó tên là Lân, chứ còn ai nữa đâu. Bây giờ nó khá lắm, nó biểu mẹ con tôi theo nó lên lèo mà ở để nó nuôi, nhưng tôi không có chịu đi mình à. Cái người đi biệt mất từ hồi nhỏ, má nhớ má trông hoài đó hả? Phải đó mình, nó về quê biết má mất rồi nên nó đi kiếm tôi. Nó thấy hoàn cảnh tôi như vậy nên nó cho bạc biểu để dành mà nuôi con. Nay mình bị như vậy, tôi cất bạc trong mình, để cho mình phải bị họ bắt bỏ tù thì chịu sao được hả mình? Thôi mình lấy số tiền này đi trả nợ rồi lo làm ăn mà nuôi con nghe mình. Đừng có giống như lúc trước nữa, đừng có bỏ đói mấy đứa nhỏ nghe mình. Tôi cứu mình là vì con thôi, chứ đâu có trông mong gì. Mình ơi, cái mạng tôi được cứu sống lại là nhờ mình. Cái ơn này tôi mang nặng lắm. Tôi hứa từ nay lo tu tỉnh làm ăn, không ham mê gì nữa hết. Một bước tôi cũng không rời mình và hai con nữa. Mình hứa với tôi lần này là lần thứ hai đó nha, mình nhớ giữ lời đó, đừng có làm cho mẹ con tôi phải khổ nữa. Không có lần thứ ba đâu. Mình à, cậu ba nó hiện ở đâu? Mình chỉ để tôi đến mà tạ ơn cậu đã cho tiền mình mà cứu tôi. Nó nói ở ngoài khách sạn, mà tôi quên hỏi khách sạn nào. Mà thôi đi, chiều tối thế nào nó cũng phải dắt vợ nó vô đây để mà thăm tôi rồi từ giã rồi về trên lèo á. Tôi sẽ ở nhà mà chờ cậu ba, đặng anh em biết nhau. À, không may mình đi lo đóng tiền cho hãng trước đi cái đã. Bây giờ hãng đóng cửa rồi, để 3 giờ chiều hãng mở cửa tôi sẽ đi đóng cho họ. Mình cất tiền giùm, khi nào tôi đi mình đưa lại tôi đóng cho hãng. Mình à, mình ăn cơm nước gì chưa? Chiều qua tới giờ tôi buồn rầu quá nên không có ăn cơm. Mình coi còn cơm còn đồ gì đó thì dọn cho tôi ăn 3 hộp cơ. Đồ ăn đâu mà còn được, còn cơm thì nguội lạnh rồi ăn giống gì. Thôi để tôi đi mua bánh mì với thịt xá xíu cho mình ăn đỡ nha. Thiệt là lúc hoạn nạn mới thấu chân tình. Hồi đó chị bán bánh trên chợ thấy em hoài ha, không gặp nhau lâu, phần bây giờ em lớn nữa. Nếu không nói trước thì gặp chắc chị không biết em đâu. Dạ đúng đó chị, đến anh Lân mà em gặp tại... tại một nhà hàng ở ngoài chợ cũ Sài Gòn đó chị hai. Dạ, lúc em gặp ảnh tại nhà hàng, em nhìn còn không ra ảnh nữa đó. Anh hai, anh hai phải không chị hai? Ờ phải đó, anh hai em đó. À, em tôi ba Lân đó mình. Chào cậu ba, bây giờ mới biết mặt cậu đó. Em chào anh hai. Em lưu lạc đã mười mấy năm nay rồi, em về nghe chị hai nói, lúc má đau anh hết lòng lo thuốc men, chừng má mất một tay anh lo tống tán. Em nghe như vậy thì em cảm ơn anh hết sức vậy đó. Cái ơn ấy ngàn ngày em cũng chẳng dám quên nữa. Cái nghĩa anh làm đó em sẽ lo mà đáp lại. Mà dầu em không đáp được thì Phật trời cũng chứng kiến cho anh. Việc tôi làm đó là phận sự của tôi, có ơn nghĩa chi đâu cậu. Mình à, đây là vợ của cậu ba, nó cũng là gốc ở dưới Cần Giuộc đó mình. Em chào anh hai. Anh chị hai có hai đứa con, mặt mày sáng láng dễ thương quá hả anh? Ờ, cái thằng lớn nó học giỏi lắm. Sáng nghe cháu.
học cho giỏi sau này lớn lên lo làm ăn, chứ đừng có mê chơi mà rồi bỏ phế gia đình nghe không. Cô Hai cần dục ơi, cô cần phải làm vậy không? 20 đồng này là tiền của mợ, mợ cho hai cháu để dành mà ăn bánh nè. Cô mượn qua cúng Phật đó hả cô Hai? 20 đồng này cô lấy của tôi hôm qua kia mà. Thấy hai đứa nhỏ em thương quá à. Em mà có hai đứa con ngoan như vậy hả, thì dù ở hoàn cảnh nào em cũng không đành bỏ chúng đâu. Qua sông rồi nở đạp xuồng, bởi mê bóng sắc dướng trong thế gian. À, hai vợ chồng nhất định khuya nay đi hay sao? Dạ thưa phải, vợ chồng em vô thăm anh chị một chút rồi trở về đem đồ lên xe. 12 giờ này xe chạy đó chị. À, chị muốn hai vợ chồng em ở lại chơi vài bữa rồi hẳn đi. Còn cầm ở lại chi vậy không biết nữa. Không được đâu chị Hai à, ở chơi thì vui, mà sợ trễ nải công việc của em ở trển á. Để Thanh Minh vợ chồng em về tạ mã tía má, rồi chị em mình sẽ gặp nhau lâu hơn. Anh Hai, hãng làm việc của anh xin phép nghỉ dễ hay không? Xin nghỉ chừng một vài bữa thì được, chứ nghỉ lâu thì không được. Chứ chị, anh xin nghỉ chừng một tháng á, em mời anh chị lên lèo chơi, lúc này mùa nước nổi dễ đi lắm. Xa quá, đi không tiện đâu. Có xa gì lắm đâu anh Hai. Anh Lân nói tháng này đi chừng 10 bữa thì tới lèo thôi. Đi chơi cũng không phải là điều tốt đâu, sợ đi riết rồi lo mê chơi quên đường về đó thôi. Mình lớn rồi nên biết suy nghĩ mà, chứ đâu phải còn nhỏ mà sợ đi chơi quên đường về hả anh Hai? Thôi, em đến thăm anh chị một chút, giờ em xin kiếu. À, cùng vợ em về lo chuẩn bị khuya lên trển. Chị Hai à, em chúc chị ở lại mạnh giỏi nghe, hai cháu được ngoan. Em mong cho gia đình anh chị luôn luôn hạnh phúc, hạnh phúc với nhau hoài nghe chị. Cậu đi mạnh giỏi nghe. À, chị chúc hai em được hạnh phúc suốt đời. Dạ, em đi nghe chị Hai. Cậu đi nghe hai cháu. Thưa chị Hai, em đi. Hai vợ chồng thằng ba xứng đôi quá hen. Còn có sắc mà tánh lại vui vẻ nữa. Hèn chi mười mấy năm nay thẳng không có chịu cưới vợ, ở vậy mà tìm cho được con để dắt lên lèo mà cùng hưởng hạnh phúc. Mình đừng có khen vội, tôi sợ cậu ba không được phước mà còn mang họa đó. Họa gì? Tôi có bộ tướng mợ ba không vừa đâu. Gương mặt đó ít trung tính mà lại phá của nữa đó. Người ta như vậy mà mình chê. Vậy thua con hai cần vũ của mình đó hả? Nói chuyện mà nghe chứ chê khen giống gì. Tôi sợ là sợ cho cậu ba kìa. Cậu mê xa người đó rồi hư nhà hại cửa đi chứ. Mình à, mình lo làm chi chuyện đó. Hồi nhỏ nó ra đi, trong lưng có mấy cắt bạc à, còn mới lột chiếc đồng và đưa thêm mấy đồng bạc cho nó. Bây giờ nó có bạc muôn vậy đó. Rồi nhớ đến cái tình nghĩa hồi đó nên nó mua hột sòn cho con đeo, cất nhà lầu ở trển rước con về ở với nó. Tại ở trên lèo chưa có đường xá rộng lớn nên nó chưa có sắm xe hơi cho con đi đó thôi. Người có tình nghĩa đến như vậy sao? Đúng vậy. Nên mình lo cho phận mình á là hơn, không có cần gì mà phải lo cho nó.
nó không có dạy đâu mà mình sợ. Thì ra chỉ có mình tôi là dạy. Gỗ một bà để vào xương, dở ra mới biết là đập hương. Có kèo mới có đòn tay. Trong nhà đã có vàng mười, sao anh còn muốn của người làm gì? Dẫu rằng đã có trăm hương mà lòng anh cứ vấn vương bên ngoài. Dẫu anh ở bạc thế nào, phận em làm vợ ngọt ngào trước sau. Cao trầu đã buộc nợ duyên, bước cao bước thấp cũng nghiêng bên ngàn. Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng, cao xanh nắng dưới trâu vàng xứng chân. Lúc tuổi còn thơ
trắng tình đời là vòng dây oan.